Sẵn rồi, hai cái. Rồi vào xe like tương tác nhiệt tình giùm em Nhi nha mấy chị ơi. Ôi bộ đang mang xinh quá mấy chị, mẫu mới nha mấy chị nha. Rồi bộ đang mang cho em luôn mấy chị 118.000 đầu like nha mấy chị ha. Thả tim mấy chị, thả tim thả like. Rồi chia sẻ bài giùm em Nhi nha mọi người ơi, cực kỳ rẻ luôn mấy chị ơi. Hôm nay là quyết định cho mấy chị là xả hàng banh nóc nhà với mọi người luôn à. Rồi xa like nhiệt tình đi mọi người. Bộ đang mang có 118.000 thôi mấy chị, siêu đỉnh luôn á mấy chị ơi. Bộ đang mang 118.000 cho em Nhi ha, cực kỳ dễ thương luôn. Phong mừng mấy chị vào một cái phong áo này rất là đẹp luôn nha. À, em thấy chị Thành Trung Phạm ha, mẫu đang mang xuất sắc luôn á mọi người, có 118.000 thôi mấy chị, rẻ lắm luôn á, đầu là em tương tác lắm luôn rồi đó mấy chị ơi. Ê đưa bộ hồng dùm đi. Rồi mã đang mang chút giùm em luôn, đậu 118 nha mọi người nha. Rồi lên cho em luôn đậu 118 nha, chị nào lấy thì chốt giùm em ha. Mẫu đây em có ít lắm mấy chị ơi, sơ nhanh để em qua mẫu luôn mọi người. Trời ơi đẹp quá. Rồi trắng cho em luôn 118. Trắng cho em luôn 118 mấy chị, dưới 53 cân mang đẹp cho ồn lắm, đóng cửa lại đi. Nhập sóng nhập ơ từ lưa hết. Rồi trắng giùm em luôn mấy chị 118 nha mấy chị, hai dây kéo bên hông. Trời ơi mấy chị ơi, chắc vải này xuất sắc luôn. Rồi trắng mấy chị, đậu đang mang 118.000 cho em đi ha. Rồi lên cho em luôn là mã hồng 118 mấy chị, trời ơi xinh lắm mọi người ơi. Dễ thương chưa mấy chị ha, có 118.000 có set thiết kế thôi mấy chị, rẻ quá trời rẻ luôn. Mọi người xa like tương tác nhiệt tình cho em Nhi nha mọi người nhé. Rồi ơi cái mã hồng này xinh chưa mấy chị ơi. Rồi hồng cho em luôn 118 mấy chị, 40-53 cân thôi nha. Rồi xanh lá giùm em luôn 118 người. Trời ơi xanh lá này quá tuyệt vời luôn nha mấy chị ha. Rồi xanh lá 118 mấy chị, 40-55 cân dùm em. Mẫu đang mang mấy chị ha, chắc đúng xịn luôn mấy bà ơi. Bên không có gì kéo cho mọi người luôn nha, xếp thiết kế 118.000 thôi. Bên em có 4 màu, trắng, hồng, đậu và xanh lá nha mấy chị nha. Ôi dễ thương lắm mấy chế ơi, thật sự luôn á. Cái xếp này tối mấy chị mang đi chú cà phê là bình thường cho em luôn. Có 118.000 thôi mấy chế đẹp ơi, vẻ đẹp quá trời luôn. Rồi xanh lá 118 mấy chị, 40-55 cân nha. Rồi chị Hoàng Thanh lên số điện thoại giùm em đi chế ơi. Hoàng Thanh đặt hàng lên số điện thoại giùm em nha. Đúng rẻ đúng đẹp luôn nha mấy bà ơi. Rồi hồng 118 mấy chị, Hòa Thanh lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Mở hàng nhanh tay giùm em luôn đi mấy chị.
nhanh nhanh em bán cho nó đông mà. Rồi một bộ đang mang với bộ hồng rồi hai bộ đúng không? Rồi Hòa Thanh lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Ừ. 118 ngàn, quá trời rẻ luôn mấy chế. Thật sự mẫu này 118 ngàn là rẻ bèo cho mấy bà luôn. Rồi chế nào lấy bộ đang mang nửa chốt cho mấy chị ha, rất là rẻ luôn. Rồi đậu 118 luôn cho chị Lương Thị, Lương Thị Phương nè. Kính đang đeo 50 ngàn nha, chị nói là kính đang đeo thì chốt nha. Đậu 118 này chốt kèm giá đó chị, em khỏi ghi giá mọi người mất thời gian. Thấy An Nguyễn ơi đơn chốt rồi lại đi rồi giùm em nha ché ơi. Rồi kính đang đeo mấy chị chốt giùm em luôn, mã kính hồng 50 ngàn. Cái này là kính hồng hồng hơi cam cam mấy chị, xuất sắc luôn. Ôi kính đang đeo cực kỳ đẹp luôn mấy ché. Ủa cái gì vậy? Rồi kính đang đeo giùm em luôn 50 ngàn ha, chị nào lấy chốt nha. Rồi chốt giùm em luôn là kính hồng 50, chị nào lấy thì nhanh tay chốt giùm em Nhi ha. Bỏ cái này đơn vô cho chị kia luôn. Ôi bộ đang mang dễ thương. Rồi đậu đang mang luôn nha chị Hồng Anh. Ok chị lên số đem lưu thông tin luôn chị Hồng Anh ơi. Rồi xanh lá giùm em luôn đó chị, xanh lá 118 ngàn nè. Rồi xanh lá giùm em luôn đó chị, 118 ngàn ha. Chị nào lấy xanh lá chút xanh lá nha mấy chị ơi. Màu xanh lá đúng đẹp cho mọi người luôn á. Xanh lá đang thịnh lắm mấy chị, 118. Rồi hồng cho em luôn 118, chị nào lấy chốt nha. Rồi kính hồng 50 luôn cho chị Phụng Nguyễn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi ai lấy hồng chút hồng giùm em luôn mấy chị, 118, 40-53 cân. Ôi màu trắng cực kỳ sang luôn mấy chị. Ai lấy trắng chút trắng giùm em nha mấy chị nha. 118 ngàn mấy chị, 40-53 cân. Ôi màu trắng này cực kỳ sang chưa mấy chị ơi. Mẫu này đúng đẹp cho mọi người luôn, có 118 ngàn thôi, 40-53 cân nha mấy chị ha. Đây mẫu đang mang mấy chị siêu dễ thương cho mấy chị luôn, cực kỳ đẹp. Nó sao vậy? Chạy. Rồi lên cho em luôn là mã kính hai màu mấy chị 50 nghìn. Rồi lên cho em luôn là kính hai màu 50 nghìn. Chị nào lấy kính hai màu chứ kính hai màu giùm em rẻ bèo. Xương xương mấy chị đi du lịch hoặc là ra ngoài mấy chị mua tầm 100 mấy 200. Em như bán có 50 ngàn cho mấy chị thôi. Mở nhỏ nhỏ nhặt giùm em luôn đi. Rồi kính hai màu cho em luôn 50 ngàn, chị nào lấy chút đơn luôn nha. Quá rẻ luôn mấy chị, có 5 kính với 5 chị thôi. Không có nhiều đâu mọi người ơi, 5 kính với 5 chị thôi. Rồi hình như kính hai màu luôn ghé lấy nè. Bộ đăng em hết đậu thì chị qua màu khác giùm em đi. Mẫu đăng em có trắng, có hồng và có xanh lá nha chị nha. Đậu em đang mang hết hàng rồi. Chị Hồng Anh lên số điện thoại giùm em đưa thông tin luôn nhé ơi. Rồi ai lấy hồng chút hồng giùm em luôn mấy chị, 118. Màu hồng với màu xanh lá là đăng trên đó mấy chị. Rồi hồng 118, chị nào lấy chút đơn giùm em nha. Hồng 118 mấy chị có màu xanh lá đẹp giả mang luôn. Chế nào lấy xanh lá chút giùm em luôn, xanh lá 118 nha mấy chị ha. Trời ơi kính hai màu đẹp lắm mấy chị, có 5 chị thôi, 5 chị thôi là ngưng nha. Kính hai màu luôn cho chị Phương Văn. Hồng 52 cân, ok luôn nha chị. Phát Long lên số điện thoại giùm em đi chị. Giữ máy đặt hàng nha mấy chị, giữ máy mình em gọi điện chốt đơn nha. Hồng còn bộ cuối luôn là em hết hồng nè. Rồi 40-53 cân là mang đẹp. Rồi xanh lá luôn cho Phạm Hồng Ngọc Linh. Trời ơi em sắp hết rồi mấy chị, bộ đang mang sắp hết rồi. Kính hai màu luôn nha chị Ngọc Hà, ok chị nha. Mấy rồi ta, 3 rồi đúng không? Kính hai màu luôn nha chị Hoàng Minh là 4. Rồi em còn một kính hai màu nữa là em hết à. Rồi Phát Lâm ok tình yêu nha. Trời ơi cái xanh lá này mấy chị nó đúng đẹp luôn. Màu xanh lá cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn ha. Rồi 40-53 cân là mấy chị mang đẹp. Chị nào nói xanh lá chút giùm em luôn xanh lá mấy chị, cái màu trắng này sang lắm. Chị nào mà gọn người nhỏ người dáng đẹp rồi mấy chị quất màu trắng này nó cực kỳ sang luôn. Rồi trắng giùm em mấy chị, ai lấy trắng chút trắng nha, sang giả mang luôn mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn là trắng đi mấy chị. 118 ngàn, 40-53 cân là mang vừa nha mấy chị ha. Trời ơi mấy chị đẹp không? Thiệt là rẻ cho mấy chị luôn, cực kỳ rẻ luôn á mấy chị ơi. 118 ngàn đang mang cho em ngay thôi, quá rẻ luôn mấy chị. Rồi một kính đang đeo, kính đang đeo luôn chị Phạm Ngọc Linh. Hết kính đang đeo, đi xuống bóc cho em cái kính hồng đi. Rồi kính đang đeo em nghe hết rồi nha.
Tại vì ngày mai em bận lắm chị, ngày mai chủ nhật là 8, đám cưới, đám đồ, đám giỗ, đám ơ, đồ sơ hàng hóa lung tung. Đôi khi em không có chốt qua tin nhắn cho chị được đâu. Có gì chốt đơn chị giữ máy giùm em nha. Mai chủ nhật em lung sơ bu lắm. Đâu có chị Hành Hoa này cảnh báo mình nè chị này, đâu có chốt đơn nghe máy đâu, chị xả đơn ra rồi. Chị nào mà cảnh báo với bơm hàng một lần rồi đó hiện áp thì em không có dám bán hàng nữa đâu mấy chị. Tốn công tốn sức của em like, em ngồi đây em nói mấy chế ơi, kiếm từng đồng mà chốt đơn mấy chị không nghe máy ha, xả đơn ra là em nói thiệt em không muốn bán hàng luôn á. Rồi lên cho em luôn là kính, trời ơi này đẹp quá mấy chị, cái màu nặng màu hồng tây này cực kỳ đẹp luôn. Rồi lên cho em luôn là kính hồng 50, chị nào lấy chốt đơn ha, mình hết kính hai màu rồi mình qua màu khác đi mọi người. Rồi lên cho em luôn là hồng tây mấy chị, hồng tây 50.000, trời ơi xinh quá, mẫu này mà đi du lịch đi ơi chụp hình là nhất cái nắp luôn mấy chị ơi. Rồi hồng tay giùm em luôn 50.000, chị nào lấy chốt đơn nha, rất chi là xịn luôn mấy chị. Cái màu kính này đẹp lắm luôn. Rồi kính em như có 5 cái thôi. Rồi hồng tay cho em luôn 50. Chị nào lấy hồng tay chốt giùm em luôn hồng tay 50. Không lấy kính này màu được sợ luôn. Ôi trời tự nhiên cái đi xuống, lấy kính hồng cứ đi lên. Rồi đúng rồi chị, 3394 là bên em gọi chốt đơn cho chị á, chị giữ máy đi. Rồi ngày mai bên em gọi lại cho chị nha. Rồi kính hồng tay giùm em luôn 50.000, chị nào lấy chút đơn cho em luôn mấy chế ơi, để chị không ai. Dễ thương chưa? Ai lấy hồng tay chút hồng tay giùm em nha mọi người nha. Bao đẹp luôn 50.000 thôi, xuất sắc. Mẫu này mang lên trắng da đẹp lắm luôn á chị, mẫu mới á. Mới về em khổ ghê, em đặt 30 cái. Em đặt 30 cái mà trời ơi chỗ đó cho em cái 5 cái nó có 6 cái à. Khổ ghê luôn. Rồi kính hồng 50 luôn cho chị Ngô Ngọc Hân. Em đeo kính nào cũng đẹp hết hả chị, cái mặt em hơi nhỏ không ta. Rồi bộ đang mang rồi chị, bộ đang mang hiện tại bên em có màu trắng với màu xanh lá nha chị nha. Trời ơi có 118.000 một bộ thôi chị, cái màu trắng cực kỳ sang luôn. Chị nào lấy trắng chút trắng giùm em á chị, 118.000 ha, chị nào lấy thì chút liền giùm em luôn. Màu trắng với màu xanh lá này mọi người ơi, vải rất chi là đẹp luôn á chị, xịn lắm luôn á, dễ thương lắm. Cái phần này là phần của team á chị, mấy chị mang hết tập cưng luôn. Có 118.000 một set đang mang thôi mấy chị, em còn màu trắng và màu xanh lá nha. Chị nào lấy thì chốt liền giùm em luôn mấy chị ơi, cái màu xanh lá này cực kỳ trend luôn á. Rồi xanh lá 118 kèm số mấy chị, 40 đến 53 cân nha. Rồi trắng giùm em luôn 118, em như còn hai bộ là em như hết rồi. Mẫu đang mang em như hết rồi mấy chị. Hàng là hàng có chip nè, VIP cho mấy chị luôn, có 118.000. Em như bán mọi thứ em như lợi ích lắm mấy chị. Em như không có bán lời nhiều như người ta đâu, em nói thiệt luôn á. Rồi em còn trắng với xanh lá nha, chị nào lấy thì chốt giùm em nha mấy chị nha. Trắng xanh lá 118.000 cho em. Rồi kính hồng tay đang mang 50.000. Chị nào lấy hồng 50 chốt hồng 50 giùm em nha mấy chị ơi. Chị Hồng Hình Hoa ơi, em sẽ chốt cho chị một cái like này. Mà hôm nay ngày mai mà không chốt đơn nữa là chắc em phải nghỉ chơi với chị luôn á nha. Tại vì một lần rồi em khiếp luôn á. Nha chị, ngày mai nhớ giữ máy chút đơn nha chị. Rồi xanh 118 thôi chị Hành Hoa, kính đang mang có 50.000 thôi mấy chị ơi, em còn 3-4 kính. Rồi xanh lá luôn nha chị Ngọc Hà, là em hết xanh lá luôn, một bộ đang mang em còn mỗi màu trắng là em nghe hết. Có không vậy? Cái gì? Hả? Bé Như nào? Ý là hôm bữa đó có đọc tờ cho em không? Rồi cái đậm đất xanh lá em hết rồi mấy chị, qua một tháng em hết xanh lá rồi, em còn màu trắng. Chị nào lấy trắng chút trắng cho em nữa em như hết ha. Kiếm thử cái đầm body nu mà dây dây á. Rồi lấy trắng chút trắng cho em đi mấy chế ơi, xuất sắc luôn. Rồi trắng giùm em luôn 118 nha, còn một bộ duy nhất thôi em đi qua mẫu luôn mọi chị. Màu trắng cực kỳ sang luôn á. Trắng 119 mấy chị, 40 trắng 118. 40 đến 53 cân là mấy chị mang vừa nha. Kính đang đeo mấy chị có 50.000 thôi mọi người. Rồi trắng 118 luôn các chị Kim Huệ. Rồi ok ha, mẫu đang mang hết nha. Rồi xíu qua luôn mẫu khác cho mọi người. Rồi Nguyễn Văn Văn em chốt đơn cho chị rồi. Rồi mẫu đang mang em hết luôn mấy chị, em qua mẫu cho mấy chị ha, đợi xíu em thay mẫu mấy chị. Hôm nay hàng siêu đẹp luôn, em nói thiệt, mang cái bộ nào lên mấy chị cũng mê hết á, mà giá tầm 100-120 đổ lại thôi mọi người. Rồi kính hồng lên cho em luôn là kính hồng 50.000, chị nào lấy chốt nha. Thì đẹp luôn á, đẹp lồng lộng gì đâu luôn á, em cảm ơn chị nha. Rồi đợi xíu em qua mẫu đi mấy chị ơi.
Có chưa? Có rồi. Kính gì đây? Cái kính thì mới thay. Mới thay màu rồi. Lấy này đi. Cái này đi. Kính thay màu đúng không? Dạ. Tôi có cái tặng cái này kia tẩu. Rồi đợi xíu em thay mẫu nha mọi người ha. Mẫu này nó đẹp lắm luôn nè. Cái chế bên mặt đây là con xỉu luôn. Kính này hả? Dạ. Kính hai màu từ nãy giờ có chút luôn. Hả? Còn được cái kính nha chứ cái đâu. Không phải. Rồi là bự đây là dạy vừa ta. Lỡ lớn giống chị. Cái này bự giáo không? 55 rồi, 55 với 50. Phải không? Cái gì? Body 90. Bữa đó xe 90. 90 này. À 99, quên. 99. Trời ơi, bộ đang mang dễ thương quá mấy chị ơi. Mặc vô phát y như trẻ ra vài tuổi luôn á. Cân giảm mang luôn mấy chị. Từ từ em thay mẫu mấy chị ơi. Từ từ ha, em Nhi chỉ có một cái miệng, hai cái tay với hai cái chân thôi mấy chị, phải từ từ qua mẫu mới được. À trời ơi, mẫu này đẹp dữ vậy ta. Ôi cung quá mấy chị ơi, chút liền nha. Mẫu này mấy chị chút liền giùm em đi mấy chị, xinh xỉu luôn. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Lên cho em Nhi luôn mẫu này ha, 115.000 thôi mọi người. Lên liền cho em Nhi luôn 115.000 đi mấy chị ơi. Rồi đậu giùm em luôn 115 nha. Ôi dễ thương chưa mấy bà, cưng quá ha. Cái quần bính áo nè coi giảm mấy chị, bao mang ngực rộng rãi thoải mái luôn. Rồi đặt đội cho em luôn 115, chị nào lấy đơn nha. Cỡ cái màu trắng này mấy chị, cái màu trắng này mấy chị ơi xuất sắc luôn, vải siêu dày ha, hàng đuổi cao cấp giùm em luôn mấy chị. Ôi cái màu trắng nè bao sang luôn, dễ thương quá. Rồi trắng giùm em luôn 115 kèm số họ chút đơn luôn mấy chị, 40-55 cân mấy chị chốt liền giùm em luôn. Màu trắng này màu đậu nè. Rồi màu cam giùm em luôn chị, màu cam sữa hơi bị đẹp luôn. Chị nào lấy cam sữa chút cam sữa giùm em luôn 115 nha. Trời ơi cái quần bính này dễ thương quá mấy chị ơi. Mẫu này mang cơm xỉu luôn á, trẻ trung nữa. Rồi cam sữa giùm em luôn 115 mấy chị, hàng xịn bên trong có lớp nữa mấy chị thấy không? Rất là dày dặn cho mấy bà luôn. Rồi hồng sữa giùm em luôn 115 nha. Rồi qua tiếp giùm em luôn mấy chị ơi, màu hồng. Ai lấy màu hồng chút giùm em luôn, màu hồng 115. Ôi bộ này xinh quá. Rồi hồng cho em luôn 115, dễ thương quá mấy chị ơi, mẫu này mang siêu cưng á. Lấy kính hai lên hai soạn đi cho em coi thử có dư không thì em bán. Trời ơi dễ thương quá mấy chị ơi, xuất sắc luôn á. Đẹp chưa? Mang bộ này một phát là mấy chị thấy nó trẻ trung liền luôn á mọi người. Rồi chị nào đi đậu chút đậu giùm em nha. Nha lấy kính nha bỏ vô đi rồi em biết cái đường này còn hay không là em biết mới chốt được. Đẹp xuất sắc luôn. Mẫu đang mang mấy chị ơi, xuất sắc luôn mấy bà ơi, co giãn thoải mái nha. Mang bộ này so những trẻ trung mà nó cưng lắm luôn đó mọi người. Cực kỳ rẻ. Rồi chị nào lấy hồng chút hồng giùm em mấy chị, 115.000. Quần nào cũng hai lớp cho mấy chị hết. Mẫu này là siêu cưng cho mấy tình yêu luôn nha. Hồng, hồng 115. Kính hai màu khoảng 4 cái. Hồi nãy chốt một cái cho bác kia là 5 rồi. Đúng rồi, nghĩa là còn cái nào chị lấy kính ra. Rồi chế nào lấy hồng chút hồng giùm em luôn 115. Lấy kính ra em đeo luôn nha. Đưa coi hả? Đưa đây. À là lần chung đơn với kính hồng. Tắt luôn rồi. Kính hồng. Xíu nữa lầu ra cái kính nào ra là biết. Rồi chị nào lấy bộ đang mang thì chốt nha mấy chị nha. Siêu đẹp luôn. Ủa cái bộ này mà mấy chị không thích hả? Bộ này nó dễ thương quá trời mà. 115.000 mấy chị, dễ thương cực kỳ. Nhìn nó bánh bèo lắm luôn mấy chị. 115.000 ha, mẫu đi cân mà. À lấy hồng chút hồng mấy chị ha. Màu hồng, màu cam, màu xanh đậu với lại màu trắng giùm em luôn 115 nha. Bộ này siêu cưng luôn mà mấy chị không thích luôn, không bán một cái nào luôn, ngắt xỉu. Xỉu luôn rồi mấy chị. Rồi chị nào lấy kính kính hồng chút cho em luôn mà. Kính hồng mấy chị nha, em còn nha. Em còn như một hai cái nữa.
kính hồng 50.000, kính đen như có cái nè. Vậy là còn kính 2.000. Đây. Chị nào lấy kính đen chút giùm em luôn, kính đen có một cái không các chị? Kính đen còn sót cái 50.000 nha. Ai lấy kính đen chút giùm em luôn, kính đen 50.000. Cho xem đầm sâu lưng tí đợi xíu đi chị ơi. Rồi kính đen giùm em luôn 50.000 một cái duy nhất thôi mọi người. Chị nào lấy kính đen chút kính đen giùm em nha. Rồi xanh đậu đang mang luôn các chị, ngăn kiên số điện thoại giùm em đi chị. 115. Kính đen có một cái duy nhất thôi mấy chị, 50.000 nha. Chị nào lấy kính đen đang mang thì chốt giùm em mấy chị. Đây kính hồng, kính hồng kính đen giùm em luôn 50.000. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, viền đen 45 còn cái duy nhất. Rồi lên cho em luôn là viền đen 45 còn một cái duy nhất mấy chị. Chị nào lấy viền đen chút viền đen giùm em mấy chị ha, siêu đẹp luôn. Viền đen 45.000 giùm em mấy chị, phía trong là kính trong nè mấy chị, mang đi nắng ok nè. Mang đi nắng rồi này kia nó ok mấy chị, hoặc là mình mua về rồi mình thêm cái mình đeo kính cận á, mình đo kính cận rồi mình bỏ vô đây cũng được. Ra lấy viền đen chút giùm em luôn, viền đen 45 nha em nha, còn đúng một cái kính viền đen. Mai đi nắng rồi này kia mấy chị cho nó tiện. Rồi tiếng nha mấy chị ơi. Vô bóc mấy cái set ở phía trong cho em đi, em có bỏ ra ngoài sẵn rồi đó, mấy cục ở ngoài. Rồi bộ đang mang 40-55 cân quay đầu giùm em nha ha, bộ đang mang. Dễ thương lắm mọi người ơi, siêu cưng luôn á. Ai lấy bộ đông mai thì chốt nha mấy chị, đậu 115, 40-55 cân giùm em nha. Rồi đầm này hả, đầm này em xe cho mọi người luôn 99.000 đi, đầm luôn 99 cho em đi nha. Rồi đầm nu cho em luôn 99.000, chị nào lấy chốt. Cái đầm nu thiết kế em xe mấy chị luôn 99.000 nè. Cái phần cổ này là cực kỳ đẹp luôn mấy chị ha. Phía dưới này mấy chị mang cho nó sẽ bồng ra, siêu đẹp luôn. Ok chưa, 1m60 mặc vừa bình thường chị ơi. Đây đồng 99.000 mấy chị, nhưng mà dưới 52 cân thôi. Rồi set ống này giùm em luôn mấy chị, tri ân nhanh nha mọi người nha. Set ống nè, set ống caro này siêu đẹp luôn mấy chị ơi, cưng lắm luôn mấy bà. Thương không? Rồi set ống này cho em luôn 80.000, chút đơn cho mấy chị luôn. Một em ống nhưng mà em quần này mấy chị, quần này có túi cho mọi người luôn, cái này 120 em đi xem mấy chị luôn 80.000 đây, còn hai set dễ thương lắm mấy chị ơi. Cái này mang đi du lịch chụp hình cơn xỉu luôn. Rồi caro cho em luôn 80.000 thôi mấy chị, thiết kế caro 80 có bộ à, hai bộ. Rồi caro cho em luôn 80 mấy chị, 40-55 cân nha. Chị nào lấy caro chút thì em luôn caro 80.000 thôi, tốt ngực với chị. Và một em quần có túi, mẫu này hơi bị cưng luôn, còn hai set à. Rồi lên cho em luôn caro 80 nha mấy chị ơi, caro 80. Cái đậu đang mang 115. Rồi set bi này giùm em luôn với chị, caro luôn cho Sam Nhung mì ok tình yêu nè, trắng 118 rồi chị ơi, mẫu nào lo em như hết nha. Rồi cái này chốt em luôn, bộ đang mang thì 115 thì còn đủ màu, set đậu lo em như hết rồi. Caro 80 trên RT bích trăm luôn ok nè. Rồi set ống caro rồi chị. Ờ chị ngăn kiên có lấy không chị ơi, chốt giùm em caro 80 đi ạ. Rồi set ống 85 luôn cho Nguyễn Bích Hương nè. Lên cho em luôn là set ống 85 kèm số điện thoại giùm em đi. Rồi đầm này em đang như sale, đang như sale có 99.000 thôi, nhưng mà dưới 52 cân nha mấy chị. Rồi lên cho em luôn là mã bi mấy chị. Trời ơi cái bi có quần giỏ váy mà siêu cân luôn, 69 đi còn 3 set nè. Rồi bi cho em luôn 69 chút đơn mấy chị, tối nay đầm xích bộ hơi bị nhiều luôn mấy chị. Tối nay là chuyên là đầm xích bộ là nhiều đó mọi người, rẻ thôi. Rồi mã bi cho em luôn 69.000 mấy chị ha, một em quần giả váy mấy chị và một áo ba lỗ. Mẫu này tối mấy chị mang đi chơi hoặc là mặc nhà cũng được hết. Em như sale 69.000 còn đúng 3 set ha. Set nào còn 1, 2, 3 set em như sale mấy chị giảm giá 30-40.000 một bộ luôn á. Rồi caro luôn mấy chị, ngang kiên ok chị nha. Rồi chị nào lấy shipy chút shipy giùm em luôn mấy chị, 69.000 mấy chị. Hôm nay em như xe xếp nhiều lắm, chị Diễm Đoàn đợi xíu rồi lên hàng nha chị nha. Chứ bây giờ không có biết cái bộ nào cánh tiên đâu chị. Mất bộ nào sale thì tới bộ đó thôi, chứ còn bây giờ hỏi mà cánh tiên, cánh ơ dây rồi là em thua rồi á.
Rồi bi cho em luôn mấy chị ơi, bi 69. Bi 69 mấy chị 40 đến 55 cân nha, còn một set nữa. Rồi bi luôn cho chị Văn Cherry nè. Bi 69 luôn nha Nguyễn Thị Phương nè, em còn một set bi nữa, chị nào lấy chốt nha. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi tiếp tục cho em luôn mấy chị. Rồi bộ đang mang chút cho em luôn là đậu 115. Tối hôm nay toàn set bộ và đầm thôi mọi người, tha hồ mua. Rồi đậu đang mang 115 mấy chị ha, 115.000, 40 đến 55 cân nè. Bi tí vỏ này có đó bạn ơi. Nó đi vô nó không có để ý để tứ gì hết á. Em có đọc tên là có đơn nha chị Nga Phi nha. Rồi cam này cho em luôn mấy chị, 115. Chị nào lấy cam chút cam 115 nha mấy chị ha, bộ đang mang nha, thí vỏ ghé. Rồi cam cho em luôn 115 mai, chị nào lấy cam chút cam nha, hỏi bao nhiêu tiền. Rồi kính đang đeo còn cái màu đen này bà ơi 50.000 nha, chị nào lấy kính đen 50, chút kính đen 50 dùng Nhi nè. Ôi cái bộ này xinh quá mấy chị ơi, bộ này đúng một bộ thôi. Caro Barbie doll mấy chị, bộ dài luôn. Rồi lên cho em luôn Caro 99 mấy chị, một bộ dài duy nhất. Rồi Caro thiết kế 99.000 mấy chị, cái này hàng bơm này em thì em xem mấy chị 99.000 thôi. Ôi mẫu này mau lên hơi bị cân luôn á. Rồi Caro cho em luôn 99.000, chị nào lấy chút đơn nha, một bộ duy nhất thôi mọi người. Mẫu này mau lên cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi cái quần nè xuất sắc luôn mấy chị, like nè. Đó, đẹp chưa mấy chị ha, không có túi nữa chứ. Ôi đẹp xinh quá, có một bộ duy nhất thôi. Rồi Caro 99 luôn cái chị Hạnh Nguyễn Phạm Thị nữa, ok chị nha. Rồi tiếp tục cho em Nhi luôn mọi người ơi, hôm nay hoàn hàng toàn đẹp không mấy chị hàng mà sale nữa chứ. Sale giảm mấy chục ngàn một bộ cho mấy chị luôn á. Rồi xếp đuổi này cho em luôn mấy chị, xếp đuổi zombie đẹp chưa mọi người. Đây, xếp đuổi cao cấp dùm em luôn nha mấy chị ha, sọc thể thao hai bên nè. Một em quần mấy chị có sọc hai bên luôn, rồi lên cho em luôn mà đen 109. Đen 109 mấy chị dưới 60 cân quay đầu mấy chị mang được luôn. Rồi đen cho em luôn 109 nha mấy chị ơi. Bộ này đẹp ha. Caro đen đúng rồi chị. Rồi lên cho em luôn là đen 109, chị nào đó chốt nha. Rồi xinh quá mấy chị ơi. Xếp đuổi cao cấp giùm em luôn mọi người. Đóng thùng thả thùng gì cũng được nha. Rồi đang cho em luôn 109 mấy chị với 60 cân mấy chị mang vừa luôn. Màu đen này mang gọn người cho mấy chị nữa. Rồi đang 109 chút đơn giùm em Nhi luôn nha. Dạ đợi xíu. Rồi mã đầm body này em xả lỗ cho mấy chị luôn nè. Đầm body đi tiệc mấy chị xả lỗ 70. Rồi body cho em luôn 70.000, chị nào lấy chốt mọi người. 40 đến 55 cân là mấy chị mang đẹp giùm em luôn. Cái này em bao mấy chị đi tiệc nha. Rồi caro này hàng bơm mấy chị em sale luôn à. Nãy em nói nhiêu vậy? 90 hả? Rồi chốt giùm em luôn mấy chị, đầm nu 90.000. Hồi nãy em nói nhiêu trời? Phía sau của nó có dây kéo nha mấy chị ha. Cái này đầm thiết kế nha, nhúng bụng nè. Mấy chị mang nó sẽ che khuyết điểm của mấy chị cực kỳ tốt luôn. Em xem mấy chị nãy em nói 90 hả? 70. Rồi đầu óc xong bữa nay nó ngu ngơ ha. Rồi chế nào lấy đầm nu, chút đầm nu giùm em mấy chị 40 đến 55 cân quay đầu. Chắc đầm này không giỡn nha mấy chị ha, giỡn đẹp mang ok cho em đi luôn. Rồi đầm cho em luôn 70 mấy chị ha, đầm body đi tiệm nè, còn cái hàng bơm mấy chị xả nó luôn cho nhanh. Em bán xả lên xả lỗ luôn á. Cái gì? Có lấy là lấy cái gì? Xích caro ống hồi nãy đó. Ủa nãy bỏ người. Rồi chị nào lấy đầm 70 chút mà đầm 70 giùm em nha. Rồi đầm 70 luôn nha chị Thảo Vũ nè. Rồi đầm xuân luôn em có màu đỏ mấy chị chút giùm em luôn, đỏ 99.000 ha. Đầm thiết kế đi tiệc nè. Rồi đỏ cho em luôn 99 mấy chị và nu 99 cho em Nhi nha. Mã này sâu luôn quá chị kéo mấy chị ha, lên hơi bị xinh luôn. Rồi đỏ 99 nu 99 giùm em ha, chị nào lấy nhanh tay chút đơn. Đỏ 99 nu 99 mấy chị đầm đi tiệc nha mọi người ơi. Tùng xè ha mấy chị ha, cái này tùng xè mang đẹp lắm. Y luôn em đi cầm phải đó, chắc đẹp. Rồi đỏ 99 nu 99 giùm em nha mấy chị, 40 đến 52 cân mấy chị mang vừa. Nó cái gì vậy? Là lát khúc ngực đó ha.
Có là gì? Caro 80 của người ta lấy rồi. Dục mạnh cái kia sao? Dục của nó xíu hàng nó lộn cái tùm lum sao? Rồi xếp bò thiết kế này giùm em luôn 92 đi mấy chị, một sơ mi một em quần nè. Rồi bò cho em luôn 92 mấy chị 40 đến 55 cân nha. Rồi bò cho em luôn 92 mấy chị 40 đến 55 cân một sơ mi dễ thương chưa mấy chị ơi? Phía sau nhúng nè. Rồi cái này em giảm giá, em giảm giá tụt quần luôn á. Quần có túi giùm em nha mấy chị hai, dễ thương lắm. Rồi chúc bò giùm em luôn 92 mấy chị dưới 55 cân. Ai lấy bò chúc bò giùm em. Ngày mai có nhân viên gọi điện chốt đơn xin địa chỉ nha chị ơi. Rồi bò cho em luôn 92 mấy chị dưới 55 cân nè, chúc mã bò 92. Mã đó nhiều xinh đấy. Rồi bò 92 luôn với chị Diễm Đoàn nè. Rồi mã đầm Babido nè em chị ơi, em xem mấy chị luôn ha, 65 ngàn nè. Đầm xám Babido này cho em luôn 65 ngàn, chị nào lấy em xả nó luôn mấy chị, cái này là xả lỗi thật sự luôn á. Rồi đầm xám cho em luôn 65 mấy chị dưới 60 cân cho em Nhi ha. Riêng cái em đầm này là bình thường em Nhi bán 101, 102 nè. Vậy em Nhi xem mấy chị luôn 65 ngàn có một cái thôi, bầu bí mấy chị bôn cho em được. Rồi đầm 65 dùm em mấy chị Babido nha, dễ thương lắm. Đầm 65 mấy chị dưới 60 cân ha. Ai cái đầm 65, chú đầm 65 dùm em mấy chị dưới 60 cân. Dặn Babido cột nơ phía sau không hở lông nha, đẹp lắm có cái nè. Rồi tiếp cho em luôn mấy chị ơi. Ủa này gì đây? Rồi lên xếp bộ dây này dùm em luôn mấy chị, siêu siêu đẹp luôn. Rồi lên cho em luôn là mã cam. Rồi cam quần len mấy chị ha, quần đấy cao nhưng mấy chị có túi hai bên nè. Một cái dây áo này xe luôn mấy chị, mã cam 90. Cam 90. Đầm Babido màu xám đó là dưới 60 cam em vừa mấy chị. Rồi cam này cho em luôn 90 mấy chị, 40 đến 55 cân hàng của túi mấy chị ha, xích lai dây 130.000 em xem mấy chị luôn 90.000 nè. Rồi cam cho em luôn 90 đi mấy chị, 40 đến 55 cân mã cam 90, bóc đồ lên cho em. Cam 90. Đây nè, mấy cục gì đấy? Rồi kính năng đeo cho em luôn 50.000, chị nào lấy chốt nha. Kính năng đeo cho em luôn 50.000 ha, chị nào lấy thì nhanh tay chốt đơn giùm cho em Nhi nè. Đầm đầm hồi chưa like còn không là sao chị? Rồi chị nào lấy không? Kính năng chốt giùm em luôn mã kính năng 50 nha. Đầm hồi chưa like là đầm nào chị ha? Cái đầm Babido màu xám hồi nãy là 40 đến 60 cân đó chị nha. Bò 92 em Nhi hết rồi. Rồi cái xanh này dễ thương quá mấy chị, lên cho em luôn là xanh 92. Xanh cho em luôn 92 mấy chị ha, Babido hơi bị dễ thương luôn, quần có túi nha. Rồi xanh cho em luôn 92 ngàn mấy chị, dạng Babido này cực kỳ dễ thương. Bền vai cũng được, bình thường cũng được cho em Nhi ha. Rồi lên cho em luôn là xanh 92 này, chị nào lấy chốt nè. Xanh 92 mấy chị dưới 57 cân, quần có túi nha, chốt xanh 92. Rồi bộ đang mang chút giùm em luôn là mã đậu chị ơi, đậu giùm em luôn 115. Đậu 115 nha mấy chị ha, quần bính có túi giùm em mấy chị siêu dễ thương luôn á. Đậu 115 bộ đang mang nha mấy chị ơi. Rồi trắng giùm em luôn 115 nè, chị nói trắng chút trắng 115 mấy chị, bộ đang mang quần bính ha, siêu dễ thương luôn. Quần hai lớp nha mấy chị yên tâm nha, vải đúng đẹp luôn á. Rồi trắng giùm em luôn 115. Mọi người vào xe like nhiệt tình cho em Nhi đi mọi người, chia sẻ đi mấy chị ơi. Bấm tim bấm mơ được các kiểu đi mấy chị. Rồi xếp vé em xem mấy chị luôn 98 đi. Ôi vết đu này siêu đẹp luôn á chị, 98 nè. Rồi xanh 92 luôn á chị Ngọc Mai nè. Rồi xếp vé này mà 98 ngàn xỉu xỉu. Đầm 125 em hết rồi chị. Rồi lên cho em luôn là vết nu nè, em sale nhanh cho mọi người luôn nè, nu nè. Rồi vết nu giùm em mấy chị, một áo vé, một trăm vé, em sale luôn 98 đi. Trăm vé có quần trăm nha mấy chị ha. Bên hông của nó có dây kéo nè. Rồi vết cho em luôn 98 mấy chị, 40 đến 55 cân. Rồi chút vết 98 mấy chị ha, nguyên set vé luôn 98 ngàn, chưa tới 100 ngàn mấy chế. Rẻ bèo nheo luôn á. Rồi qua cho em luôn mấy chị ơi, cô ban cho em luôn 92.
Rồi cô ban cho em luôn 92, mấy chị dưới 57 cân ha. Chúc mã cô ban 92 giùm em nè. Dễ thương chưa? Cái này dạng 30 đôi mấy chị cực kỳ dễ mang. Mang mấy cái mẫu này mấy chị đâu có thấy bụng đâu, mọi người quần có túi nha. Rồi cô ban cho em luôn 92, mấy chị 40 cho đến 57 cân là mấy chị mang vừa có túi hai bên. Dạng 30 đôi thì nó dễ mang mấy chị. Dễ chịu dễ mang. Rồi cô ban cho em luôn 92 nha mấy chị nha. Rồi tiếp giùm em luôn là bò 92. À lấy bò chút bò giùm em luôn 92 mấy chị dưới 57 cân. Quần có túi với mấy chị ha, áo baby doll mấy chị dễ thương lắm. Rồi chị nào lấy bò chút bò. Cô ba luôn cho chị ngăn kiên 92. Cô ba em như còn nha. Bò 92 luôn cho chị Khánh Hân Trần. Đơn chốt rồi lại đi rồi giùm Nhi nha. Rồi cô ban 92 em gì còn, chị nào lấy chút thêm cho em luôn ạ. Rồi tiếp tục giùm em luôn mấy chị một cái mã đầm hoa. Rồi đầm hoa này giùm em luôn mấy chị ha, đầm hoa. Rồi đầm hoa này có mức ngực nha mấy chị, em xe cho mọi người luôn 35. Cô ban 92 cho chị Ngọc Mai. Rồi em còn một bộ cô ban, chị nào lấy cô ban chốt nha. Rồi đầm hoa em xe mấy chị luôn 35.000 mấy chị ơi. Đây. Rồi cái đầm có mất ngực với mấy chị ha, phía sau có gì kéo nghe em xem mọi người luôn 35. Đầm cho em luôn 35 mấy chị ơi, đầm hoa. Đầm hoa cho em mấy chị, đầm hoa 35.000. Có gì kéo mấy chị có mất ngực luôn em xem luôn 35 đi, có hai cái. Đầm hoa này còn hai cái xe 35. Cái gì đây chị ơi? Phan Thị Ngọc Nữ ơi, bây giờ cái bộ 92 đấy em còn một xanh cô ban. Chị lấy xanh cô ban thì chốt giùm em luôn là xanh cô ban 92 nha. Kèm số điện thoại cho em. Rồi đầm hoa cho em luôn 35.000, còn hai cái đầm hoa. Ai lấy đầm hoa chốt đầm hoa giùm em mấy chị. Cô cái mẫu này cân xỉu luôn mấy chị ơi. Mẫu này cực kỳ dễ thương luôn mấy chị. Cái Barbie doll nhưng mà nó hàng theo á, vải rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Cưng chưa? Mẫu này cưng lắm rồi, lên cho em luôn mã hồng 95 đi mấy chị, cân xỉu luôn. Hồng cho em luôn 95 mấy chị ha, thiết kế có gì kéo mấy chị, hàng có túi đi. Cái này đúng đẹp luôn. Áo đông mang có gì kéo không mà chị? Không không chị, bộ đông mang không có gì kéo, nó nhúng rồi mà dây kéo gì nữa chị. Nhúng dẫn theo người rồi chị, mày cái kéo làm chi nữa. Rồi mã hồng cho em luôn 95 mấy chị, bộ này cưng quá. Ba bên đơn phố rang mấy chị ha, quần này. Quần là quần có túi hai bên giùm em luôn và vi kéo bên hông nữa mọi người, tuyệt vời luôn. Rồi mẫu này quá xinh luôn, hàng theo nó có 95.000 rồi. Rồi hồng 95 chốt đơn đấy mấy chị, 40 đến 57 cân nha. Hồng 95 cho Diễn Đoàn nè. Rồi bộ đang mang chốt giùm em luôn xanh 115. Rồi bộ đang mang xanh 115. Cái gì cô bác cô dục cô bác cô bỏ ra nhé. Bộ đang mang xanh 115 giùm em mấy chị. Rồi hồng cho em luôn 115 hoa màu hồng, em như còn đúng một bộ đúng á. Chị nào lấy hồng chốt hồng 115 nha mấy chị ha, 40 cho đến 56 cân. Quần hai lớp với chị chắc vải siêu đẹp luôn, đuổi mát á. Không nhăn, không xù, không xệ giùm em nha. Trời ơi, màu trắng cực kỳ dày luôn mấy chị ơi. Rồi, hồng 95 một bộ luôn cho chị Amada này. Cái cục đó trong cái còn á, còn hồng với lại xanh luôn này. Rồi xanh cô ban 92 luôn cho chị Ngọc Nữ nè. Rồi ai lấy trắng chút giùm em luôn là trắng 115 á chị. Bộ đang mang em đang xô màu á, chị nào lấy chốt nha. Rồi hồng 115 này đúng một bộ luôn á. Rồi cho chị Ngọc Tài nè. Rồi qua cho em luôn là cam nè mấy chị. Rồi hồng 95 còn luôn nha chị Ngọc Ngọc Trăng này. Bộ đang mặc màu xanh 40kg ok luôn chị Hạnh Võ này. Rồi qua cho em luôn cam sữa mấy chị. Màu này lên cực kỳ trắng nha luôn. Đầm hoa chờ đợi một xíu đi chị. Rồi cam sữa giùm em mấy chị ơi, 115. Rồi hàng xịn lắm mấy chị ơi, lớp trong có lớp nè, đã lắm luôn á. Rồi cam sữa 115, trắng 115 và xanh 115 cho em nha. Hồng 95 luôn cho ly vỏ này. Nó thiếu mấy bộ ra. Thiếu nó coi rồi. Rồi tiếp tục giùm em luôn mấy chị. Rồi cam sữa luôn cho chị Ngọc Tài nè, đưa nó hồng luôn anh. Rồi đi vỏ lên số điện thoại đi ly vỏ ơi. Bao đẹp luôn, bộ đang mang xinh lắm luôn á mọi người. Nhúng này nên là co giãn mấy chị ha, chắc đuổi nó không nhăn không xù không sệt. Lấy giùm nó tới cái bình nước coi. Vỏ đẹp lắm mọi người. Cái bình nước.
Rồi tiếp tục giùm em luôn mấy chị, rêu 95. Trời ơi cái màu rêu màu xanh này đang thịnh nữa. Chốt đơn bất kỳ hai sản phẩm đi đơn giùm em nha. Rồi cam 115 luôn cho chị Ly Võ này, lên số điện thoại giùm em chế ơi. Rồi bộ đang em hết cam. Ly Võ lên số đi tình yêu ơi. Ôi ôi là trời, cái bộ rêu này mấy chế ơi đẹp quá. Rồi bộ này bình thường em bán 135 á mấy chị. Ôi tối nay em sale sốc cho mấy chị luôn, có 95.000 thôi, đúng giá vốn luôn. Hai túi em bê cho mấy chị ha, phun quần như kẻ bên hông này mọi người, đẹp lắm luôn. Rồi lên cho em luôn là xanh đi mấy chị, màu xanh này đúng đẹp luôn á. Xanh 95.000 thôi. Vừa ba video nè, bọc nút là mấy chị hàng theo cho mọi người nữa. Rồi lên cho em luôn là xanh 95 nha, mấy chị chốt đơn nha, quá đẹp luôn á chế. Rồi xanh cho em luôn 95. Cam sữa bộ đang mang em hết rồi. Rồi đặt hàng lên đơn bấm tiêu không đổi hàng giùm em chị ơi. Rồi reo 95 luôn cho Chi Vi Huệ nha. Mấy chị mua hàng chắc chắn rồi hãy đặt với chị, không đổ tới đó luôn. Mình mua live chứ không phải là ra chợ với chị mua nha, lưu ý giùm em mấy chị. Khách đông nữa. Đây là khoảng 400 mấy người, gần 500 người mấy chị, chứ không phải là ít nha mọi người nha. Nên là khi mấy chị chốt like chắc chắn một lần giùm em, không đổi không xả. Mấy chị không có thời gian mà buôn bán đi like cũng không có vấn đề mà xả tới xả lui cho mấy chị được ha. Khách đặt không có, người đặt thì lại đổ tới đó luôn, mấy chị có đấy mong giải quyết được nha. Mua hàng like mấy chị thông cảm giùm em xíu. Em đã sale rẻ rồi, nguyên một có 95.000 đã bèo luôn. Xanh 95 luôn cho chị Quỳnh Như, ok chị nha. Rồi chế nào đó xanh 95 nữa chốt đi mấy chị. Mua vải này. Rồi thiết kế kiểu như thế này mà em bán xe mấy chị có 95.000 bộ thôi, nó rẻ bèo luôn á mọi người. Em nói thiệt luôn á. Mà hàng theo mấy chị nữa, hai túi nữa rồi còn dây kẽ bên hông nữa. Rồi chế nào đó xanh 95, chút xanh 95 dùm em mấy chị nha. Bao đẹp luôn mấy chị, xanh rêu rêu là quá dễ thương luôn. Bộ đang mang rồi chị, bộ đang mang hiện tại em còn màu xanh đang mang. Màu hồng với lại màu trắng dùm em đi chị nha, 115.000. Trời ơi. À lấy hồng chút hồng giùm em luôn 115 nè. Đẹp chưa? Rồi hồng cho em luôn 100 mấy chị, bao đẹp luôn á. Trời ví dụ như bộ đồ mà 300-400, 500 một bộ á thì mình còn đắn đo mấy chị. Còn thật sự mà bộ đồ có vài chục ngàn như thế này thôi mấy chị mua rất là dễ luôn á. Đẹp chưa? Rồi qua cho em luôn là hồng 115 kèm số điện thoại chốt đơn giùm em nha. Rồi xanh 115 kèm số điện thoại giùm em mấy chị. Bộ hồng. Hả? Bộ hồng. Cái gì? Xem một bộ hồng cái này. Vậy cái đó hồi nãy thiếu á. Rồi xanh 95 luôn nha chị ơi, Diễm Đoàn nè, trời bộ xanh này đẹp quá trời luôn. Rồi màu trắng thì đẹp lắm mọi người ơi, ai lấy trắng chút trắng giùm em nha, đẹp chưa? Màu trắng cực kỳ dày luôn mấy chị, quần hai lớp nè. Rồi trắng cho em luôn 115 nha, chị nào lấy trắng chút trắng, ai lấy xanh đang mang chút xanh. Chị có số. Rồi ai lấy hồng thì chút hồng giùm em nha, bộ đang mang mấy chị siêu cân luôn, trời nó cân lắm mấy chị ơi, nhúng nè. Mang đẹp lắm luôn á chị, cực kỳ thoải mái. Nhưng mà cái này chắc đuổi nó mấy chị biết sao không? Cái đuổi á, cái này chắc đuổi mấy chị, không nhăn không tù không xệ giùm em luôn, bao đẹp luôn nha. Rồi Diễm Đoàn là có hai bộ nha, một hồng 95, một xanh rêu 95 nha bạn ơi. Đặt hàng chắc cứu giùm đi mấy chị. Rồi tiếp qua cho mấy chị luôn mẫu cái gì đây. Rồi một cái đầm này, đầm body em sale luôn 70.000 giùm em mấy chị, đầm body nhúng này. Rồi đầm kem này cho em luôn 70 mấy chị, 40 đến 57 cân ha, chút đầm kem giùm em nè. Đầm kem body nhúng mấy chị tuyệt vời luôn, cái gì vậy trời. Rồi đầm kem body nhúng giùm em mấy chị, siêu đẹp luôn. Cái này khi mấy chị mặc vô nha, cái bụng nó che khuyết điểm cho mấy chị nữa, 70.000 thôi. Cái này 120 nè, em xem mấy chị luôn 70 á. Đầu ơ, một cái đầm em giảm 50.000. Rồi đầm kem nhúng body mấy chị vải đẹp lắm. 40 đến 57 cân mấy chị mang được, em xem 70 thôi. Chị nào lấy đầm kem, chút đầm kem 70 giùm em ha. Rồi cái set caro hồng á chị em xe luôn 50.000 nè. Nhưng mà form này tầm dưới 45 cân thôi. Một trăm váy có quần với chị, một áo ống em xe luôn 50.000 ha. Nhưng mà dưới 45 cân thôi nha. Rồi chị nào lấy caro chút giùm em luôn caro đi mấy chị, caro 50 đi. Một áo ống với chị và một cái chân váy nè đó. Rồi bán với chị luôn 50.000 mấy chị, nhưng mà dưới 45 cân thôi, cái này phơm nhỏ nha. Ok, mọi người lấy cho mẹ đi, mẹ đang mang mà. Rồi caro cho em luôn 50 mấy chị, một áo ống, một chân váy có quần, caro 50. Có hai bộ mấy chị ơi, mà phơm 45 cân. 40 đến 45 cân mấy chị mang vừa. Nhẫn hết
về lấy đi ba. Rồi nãy đêm. Rồi tiếp cho em luôn. Trời ơi bộ này dễ thương quá mọi người ơi. Rồi mẫu này em xem mấy chị luôn 109 nha. Vàng cho em luôn 109 mấy chị. Màu vàng em có đúng một bộ nhất luôn nè. Chân váy có quần trong nè. Dễ thương lắm mấy chị. Rồi ôi áo này mấy chị ơi dễ thương cho mặc lên như cái đầm vậy đó. Rồi vàng cho em luôn 109 mấy chị 40-57 cân nha. Quá trời dễ thương luôn. Rồi vàng 109 mấy chị. Cái này chắc đủ sốt nha. Vải đẹp cực kỳ luôn á. Vàng 109 thôi mấy chị dưới 57 cân cho em nha. Rồi qua mấy chị luôn là môn nè. Môn 109 nè. Chị nào lấy môn chút môn 109 cho em mấy chị. Chân váy có quần trong mấy chị nhìn chắc vải giùm em ơi. Chắc vải này đúng xịn luôn chưa mấy chị. Trời ơi. Em bán có 109 ngàn cho mấy chị rồi. Rồi vàng môn hai màu nha. Bầu bí môn trang được giùm em luôn. Vàng môn cho em luôn 109. Chị nào lấy chút đơn nha. 40-57 cân là mấy chị mang được cái mẫu này cho em luôn ha. 30 đôi đuổi shop nha mấy chị. Rồi tiếp luôn. Rồi cái này băng có nhăn giùm em mấy chị. 100 miếng em xem mấy chị luôn 32 ngàn. Băng có nhăn 100 miếng 32 ngàn. Chị nào lấy chốt nè. Lên. Băng có nhăn giùm em luôn 100 miếng mấy chị 32 ngàn. Chị nào lấy chốt nha. Môn 109 là xu trịnh. Xu trịnh ghé. Rồi xếp đang mang là chị chốt xanh giùm em luôn 115 nha chị. Màu xanh, màu trắng với màu hồng này còn 3 bộ này. Bộ đang mang còn 3 màu chị. Màu xanh, màu trắng với màu hồng nha chị 115 nha. Quần bính, quần hai lớp đẹp lắm chị ơi. Cái màu trắng này bao xỉu luôn. Cái màu trắng này chắc phải cực kỳ dày luôn. À đấy trắng chút trắng giùm em luôn cực kỳ dày cho mấy chị luôn. Chia sẻ ba like cho em Nhi nha mọi người. Bấm nút chia sẻ giùm em nha mấy chế ơi. Chị nào lấy băng có nhăn thì chốt với chị 100 miếng mà chỉ có 32 ngàn thôi. Em Nhi còn vài cái. Băng có nhăn tiện lợi mấy chị mua về ở nhà để dành xài. Khi nào cần thiết thì mình dùng ha. 100 miếng có 32 ngàn thôi. Quá rẻ luôn á mọi người. Rồi băng có nhăn 32 kèm số hỏi chút đơn cho em nha. Rẻ ơi là rẻ luôn. Rồi lấy mãi dập ly này cho em đi mấy chế ơi. Dập ly này xinh chưa. Ôi dập ly cái màu đậu này tuyệt vời luôn mấy chế ơi. Siêu xinh nhau nha. Mùa hè này mà mang bộ này nữa là tuyệt vời luôn. 95 ngàn xe nó cho mấy chị luôn. 40-57 con mấy chị quay đầu giùm em luôn nha. Rồi qua cho em luôn mấy chị xanh 95 chút đơn giùm em luôn nè mấy chị. Dập ly dây. Mùa này mà mang mấy bộ này là y bài luôn á. Rồi xanh 95 chút đơn mấy chị dưới 57 con ha. Dây dập ly. À lấy xanh chút xanh giùm em luôn 95. Dưới 57 cân nha mọi người ha. Chất cực kỳ mát. Rồi hồng cho em luôn 95 nè. Rồi hồng cho em luôn 95 mấy chị với 57 cân ha. Chút hồng 95 giùm em nha. Tầm này mai mấy cái bộ này nó mát cực kỳ luôn mọi người. Rồi lấy hồng chút hồng 95 mấy chị với 57 cân. Chốt đơn bất kỳ trên 100 ngàn cho em đi hàng nha mấy chế đẹp. Rồi cái set bi 30 đô này em xem mấy chị luôn 60 nghìn đi bi đi. Dập ly lên màu giùm em đi chị. Màu xanh đậu với màu hồng chị lấy màu gì. Rồi bi 30 đô này em xem mấy chị luôn 60 đi. Bi 60 ha. Rồi bi cho em luôn 60 mấy chị dưới 55 cân này. Bi mấy chị áo 30 đô này dễ thương lắm. Rồi bi cho em luôn 60. À lấy bi chút bi 60 có bộ 1 hả? Bi 60 luôn cho chị Khánh ăn trần nè. Hết bi rồi mấy chị. Dập ly chị Ngọc Ngân lên màu giùm em đi. Chị Ngọc Ngân ơi dập ly em có hồng với xanh đậu nha. Hồng với xanh đậu nè. Dập ly lên màu giùm em ha. Rồi cái đầm đi tiền em xe luôn 99 mấy chị ơi. Rồi đầm xanh đi tiền em xe mấy chị luôn 99 ngàn đi. Có một cái ha mấy chị tùng xè siêu đẹp luôn. Còn set caro sọc nãy không hình như còn á, còn. Rồi đầm đi tiệc em xe luôn 99 ngàn mấy chị, đầm xanh 99 giùm em nha. Bộ da ra có mất ngực mấy chị, sau lưng có dây kéo nè. Rồi đầm này cho em luôn 99 mấy chị, chốt đầm xanh 99 giùm em. Trời ơi đầm đi tiệc 99 ngàn. Rẻ bèo luôn, mua về đi đám cưới đám tiệc đi sinh nhật đi chơi đều được luôn mấy chị, có 99 ngàn.
Vải dày đẹp ha, cái này em giảm chắc 50-60 ngàn một bộ luôn á. Trời vô xỉu, bi 60. Rồi xanh 95 luôn nha chị Ngọc ha. Xanh dập ly đúng không? Chị nào lấy đầm chút đầm 99 giùm em nha. Rồi cái set xanh Barbie doll này em xem á chị luôn 95 nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là xanh 95, chị nào lấy chốt với chị ha, Barbie doll nè. Ren nữa chị, kèm quần này, có túi nè, có dây kéo nè. Rồi xanh cho em luôn 95 chốt đơn với chị, dưới 40 đến 57 cân với chị mang vừa nha. Cái bộ này dễ thương quá trời luôn á, mang đây nó cưng lắm luôn mấy bà ơi. Rồi chốt xanh giùm em luôn 95, chị nào lấy chốt nè. Rồi xanh 95 luôn cho chị Hăng Hăng nè, có luôn chị đẹp. Rồi dập ly còn hồng này chị ơi, đang dập ly hồng giùm Nhi nha, 95 ngàn luôn. Cái này bình thường em bán 120 không á mấy chị, giảm tới 25 ngàn một bộ rồi. Ở trong kia còn cục xanh này nữa phải không ai? Còn cái cục này nữa đúng không? Vô con. Còn lại tệ như sao đó. Rồi xanh 95 luôn nha chị Nguyễn Hường, lấy số điện thoại giùm em đi chị. Rồi dập ly hồng biết là còn. Rồi dập ly hồng này giùm em luôn với chị, 95 ngàn với 57 cân ha. Chút dập ly hồng đi em còn bộ này chị gì đó. Chị Mỹ Hiền hỏi nè. Ờ đúng rồi. Rồi Nguyễn Hường lấy số điện thoại Nguyễn Hường ơi. Rồi mẫu đó em như có hồng nữa. Chị nào lấy hồng chút hồng cho em luôn 95 nha mấy chị ha, hồng còn hai bộ nè. Dễ thương quá. Mai Bidon mấy chị có túi có gì kéo ha. Đúng thiệt luôn, em sale có 95 ngàn à. Giảm tới 30 ngàn một bộ luôn rồi đó. Rồi đang cho em luôn hồng 95 đi mấy chị, dễ thương quá trời luôn á. Hồng 95 em còn hai bộ nè. Để bèo luôn em có thiệt cho mọi người luôn á. Nguyễn Hường đặt hàng lên số đi Nguyễn Hường ơi. Rồi một cái đầm body màu đen em sale luôn nè. Thêm một cái hồng nữa cho chị Nguyễn Hường hai bộ nha, một xanh một hồng nha. Rồi đầm body này cho em luôn 99 ngàn nè. Đầm body cho em luôn 99 ngàn, chị nào lấy chốt với chị dưới 55 cân nha. Rồi đầm body cho em luôn 99 ngàn với chị dưới 55 cân, chút đầm body cho em nè. Con. Hồng không về hồng. Có xanh hả? Một bộ xanh á. Rồi một xanh một hồng luôn á chị, trọng nhân lên số điện thoại cho em đi chị. Rồi mẫu này em như hết xanh nha. Một hồng một xanh này lên số điện thoại giùm em đi cháu ơi. Rồi một bộ hồng luôn á chị, Xuân Phương này 95 nè, có lại bộ đang may ok chị nha. Rồi lên cho em luôn mấy chị, bộ nu này em xe luôn 90 ngàn nữa mấy chị. Nu sơ mi ha, và một cái quần này nu 90, có một bộ duy nhất thôi. Mẫu này là bao mặt sang luôn mấy chị. Rồi bộ nu này quần có túi có dây kéo luôn ha. Lên nu 90 giùm em đi, có một bộ một à. Rồi nu cho em luôn 90, chị nào đấy chốt ha. Nu 90 giùm em luôn, trời ơi nguyên set này đẹp quá mấy chị ơi, có bộ thôi. Nu cho em luôn 90, 40-55 cân. Rồi một bộ hồng 95 luôn với chị Nguyễn Hằng, ok liền, ok chị nha. Bộ đuôi, bộ ngố, bộ dài thì bên em nó nhiều lắm mẫu luôn á mấy chị, em đang like từ từ nè. Rồi set đầm này em xem mấy chị luôn là mã set 90 nè. Rồi cái này là một cái áo khoác nhã ngoài mấy chị, và một cái em đầm body, em xem mấy chị luôn mã set 80 là ok nha. Rồi set cho em luôn 80 nha. Chị nào lấy set 80 cho set 80 giùm em. Trời ơi, dễ thương chưa? Một cái đầm body mấy chị, một cái áo khoác nhẹ ở ngoài nè. Rồi mã này em xe luôn 80 ngàn cho mấy chị đi, dễ thương quá ha. Rồi mã set 80 mấy chị, một đầm body, một áo khoác nhẹ. Mẫu này mang xinh lắm. Rồi bộ đang mang rồi chị, bộ đang mang hiện tại em còn màu trắng với màu hồng. Cái gì vậy? Đúng rồi, để đi ở ngoài kia chứ. Rồi cái này chú giùm em luôn mấy chị, hồng 115. Hồng 115 bộ đang mang nha chị Trang Xuân ơi. Hồng 115 cái này chắc đủ xịn lắm chị, quần này hai lớp nè. Em còn hồng với trắng thôi chị đẹp ơi. Bộ đang mang em còn hồng với trắng 115 nha, chị nào lấy chốt nha. Rồi xếp 80 luôn nha Nguyễn Thị Phương, ok chị nè. Chị trọng nha em chốt gì rồi. Một xanh một hồng rồi nha chế ơi.
Trời ơi, set ống này đẹp lắm á chị ơi, còn sót 2 set nữa nè. Rồi set ống cho chị bao xịn luôn, phía trước bây giờ kéo nó chứ hàng đúng đẹp cho mấy chị luôn. Ôi, cái set ống này em nói thiệt cho mấy chị luôn á, em sale liền cho mấy chị luôn 80.000 mấy chị ơi. Rồi lên cho em luôn là set ống mấy chị 80.000, quần có túi mấy chị bao đẹp luôn. Mẫu này mang dễ thương nha, hồi nãy chị đã hỏi á, em còn 2 set nè. Hồi nãy còn 2 set em tưởng bán hết rồi, giờ nó còn lòi ra thêm nữa. Rồi set ống này mặc lên hơi bị hot girl luôn á chị, áo quần mấy chị phố rồi cũng được nữa. Rồi lên cho em luôn set ống này sale luôn 80 thôi. Rồi set ống này sale luôn 80 thôi, chị nào lấy chốt nha. Mấy chị mua trên hai đơn cho bên em đi hàng nha mọi người. Tại vì em Nhi bán cũng rẻ mấy chị nên là đôi khi mấy chị mua hàng nó cũng dễ. Rồi kính đen đang may em còn một cái nè. Chị nào lấy kính đen 50 thì chốt giùm em nha mấy chị ha. Mẫu kính đen này đúng đẹp luôn á. Kính đen cho em luôn 50.000 em còn cái. Rồi set ống này 80 luôn cho chị Thị Phương nè. À đấy, set ống thì chốt mấy chị, xanh 1-15 hết rồi em ơi. Bộ đang mang còn hồng, còn hồng với trắng. Ôi cái này xinh quá nha. Trời ơi cái set đũa này cưng quá nha mọi người ơi. Rồi lên cho em luôn là mã hồng mấy chị 65.000 cân xỉu luôn. Chắc đủ mấy chị bẹt vai cũng được mà bình thường cũng được nè. Trời ơi mẫu này mang hơi bị dễ thương luôn. Rồi lên cho em luôn mã hồng 65 mấy chị, set đùi chắc đủ giùm em nha. Ủa chị nó lắc 2 set luôn nè. Set đủ 50 nè. Đúng rồi. Ủa này dễ thương quá. Rồi mã hồng là cái gì chị? Bây giờ chị chốt giùm em nè. Hồng 65 thì chốt giùm em luôn, hồng 65 kèm số điện thoại chị. Rồi hồng cho em luôn 65 mấy chị ha, cái bộ hơi bị dễ thương luôn mấy bà ơi. Quần siêu cao cho mấy chị luôn. Hồng 65.000 ha, 40-55 cân. Chị nào đấy hồng 65 chốt giùm em luôn hồng 65. Hồng 65 em như còn 2 bộ này. Mẫu này dễ thương lắm. Rồi hồng 65 đúng không chị Quỳnh Mạnh nè. Em còn bộ hồng 65 nữa, chị nào lấy chốt nha. Thùng Minh kèm giá với chị hàng sale nên là tùm lum á, nó tùm lum hết nên mấy chị kèm giá giùm em. Hồng 65 luôn cho chị Nguyễn Phương nè. Ở này cái gì đây, trời ơi cái đầm nu em sale luôn 99.000 cho mọi người luôn. Rồi cái đầm nu em sale luôn 99.000 cho mấy chị luôn ha, mấy chị đầm đi tiệc nè. Rồi đầm nu này cho em luôn 99.000, chị nào lấy thì nhanh tay chốt cho mấy chị ha, dễ thương không. Phía sau của nó có nhúng quá dây kéo giùm em, mấy chị sale luôn 99.000 cho mấy chị ha. Hồng 65 như em như hết thôi. Rồi đầm nu này em sale 99.000 tục quần luôn, 50-57 cân là mấy chị mang vừa đầm đi tiệc luôn nha. Sau lưng có nhúng có dây kéo cho mọi người luôn. Rồi chị nào lấy đầm nu chúc đầm nu 99 thằng em nha. Hồng 65 em như hết rồi chị ơi. Rồi em chào chị Hồng Hồng nha. Rồi cái đầm hoa vàng mấy chị, đầm maxi vàng và qua gối em sale luôn 35 đi. Đầm vàng em sale luôn 35. Bộ đang mang hả chị, bộ đang mang em còn màu hồng với màu trắng nha chị đẹp ơi. Rồi đầm vàng maxi em sale luôn 35.000 mấy chị, bẹt vai cũng được, bình thường cũng được nè. Rồi đầm vàng chốt giùm em luôn 35.000 đi, có cái hả? Dưới 60 cân nha. Vải đẹp lắm, mắc rượu luôn á, này em xả lỗ luôn á chị. Đầm vàng 35.000 em xả lỗ á. Rồi bộ đang mang em còn màu hồng với màu trắng này chị, 115.000. Rồi hồng cho em luôn 115 mấy chị ha, quần hai lớp là siêu dày luôn, quần bính dễ thương quá chị dễ thương. Rồi hồng 115 em còn bộ nè. Rồi trắng cho em luôn 115 ha, chị nào đi trắng chút trắng giùm em nha, 115. Bấm cho em có xếp tên rồi. Móc vào. Rồi rút này cho em luôn 65.000 mấy chị, chút mở rút 65 còn bộ nè. Hai cái kẹp luôn. Rồi rút cho em luôn 65.000 mấy chị, nãy cái màu hồng á nhưng mà hết hồng rồi em còn rút. Rồi rút cho em luôn 65.000 chị nào lấy chốt nha, 40-55 cân ha. Rồi chị nào lấy rút chút rút giùm em luôn 65 nè. Rồi mã bi này cho em luôn 69 mấy chị dễ thương quá ha. Rồi bi cho em luôn 69 mấy chị, giả váy nè, một ba lỗ một quần giả váy.
Rồi chế nào lấy bi, chút bi giùm em luôn 69 đó chị, dưới 55 cân. Rồi bi, lấy bi chút bi, rút luôn nha chị Quỳnh Mạnh là 65 nè. Rồi cái set sơ mi này giùm em luôn đó chị, một áo sơ mi em quần nha, xe luôn mã đen 80. Rồi đen cho em luôn 80 đó chị ha, một sơ mi với một em quần. Trời ơi, dễ thương lắm. Mặc lên thấy bụng luôn mấy chế ơi. Mình phối nhau ống một áo dây bên trong nữa là ok luôn á. Rồi đen cho em luôn là mã đen 80 mấy chị với 57 cân nha. Rồi đen cho em luôn 80 với 57 cân mấy chị, chút mã đen 80 cho em nè. Trời ơi, xanh này cho em luôn mấy chị 92.000 quá đẹp luôn. Một set ống 80 đó nha em. Rồi có rồi chị ơi, em đọc tên là có rồi chị. Rồi bi 69 luôn mấy chị Ngọc Ngân nè. Ê trên tay này còn đen, đen cây đùi nè, đen 80 luôn cho bé Dung nè. Rồi đen cho em luôn mấy chị xanh 92 đầu cây luôn. Chị Xuân Phương ơi, hết rồi chị. Đầu cây, đầu cái cây bộ đùi đó. Rồi xanh này cho em luôn 92 nha. Chút mã xanh cho em luôn 92 mấy chị, Barbidon siêu đẹp luôn. Ai lấy xanh 92, chút xanh 92. Với lại cái bộ mà hồng hồng số 5 đó, coi trên cây có còn không nha. Ở cái phía bên trong á. Rồi xanh cho em luôn 92 mấy chị ơi, một sơ mi Barbidon nè, một em quần này có túi nha mấy bà. Ôi xanh 92 này dễ thương quá à, có bộ 1 à. Rồi xanh cho em luôn 92 mấy chị, dưới 57 cân thôi, chút mã xanh 92 có bộ 1 thôi. Xanh 92 chị Nguyễn Phương nè. Rồi bi đen này em còn một bộ luôn mấy chị, 69 nè, chút bi đen 69 nè. Ôi bi đen cho em luôn 69 nha, chị nào lấy chút đơn luôn mấy chị ơi, còn bộ bi đen 69. Cái quần giả váy mấy chị, cái Barbidon này đẹp lắm. Áo, quần này, đó, mát chưa. Áo ba lỗ nè. Rồi bi đen cho em luôn 69, gì nào để chốt nha. Cái gì mà nhảy trời hả? Rồi bỏ đồ lên cho em luôn, đưa đây chốt. Rồi set hồng này cho em luôn mấy chị, 99.000 nhanh tay luôn. Một áo ba lỗ mấy chị ha, và một cái chân váy mấy chị có quần trong nè. Rồi đen cho em luôn là sọc hồng mấy chị em mấy chị ơi, 95 đi. Sọc hồng để em xem mấy chị luôn 95.000 nha. Chân váy có quần trong mấy chị, với lại cái ba lỗ nè. Rồi đen cho em luôn sọc hồng 92.000, chị nào lấy chốt nè. Chân váy có quần trong mấy chị, với lại cái áo ba lỗ này, cái bộ này mang xinh. Rồi sọc hồng cho em luôn 95 mấy chị, 40-55 cân. Rồi xích lưu này cho em luôn đi mấy chị, 65.000 tuyệt vời luôn. Chân váy có quần trong giùm em nha mấy chị ha. Một kháo nè mấy chị, hàng co giãn nè. Rồi mã nu này cho em luôn 65.000 mấy chị, dưới 51 cân. Dễ thương lắm. Có một bộ một hả mấy chế ơi. Chân váy có quần trong cho em luôn. Trời ơi, nó chứ cái này mới nhập về em bán 120-121. Giờ xem mấy chị có 65.000 à. Rồi nu cho em luôn 65 đi mấy chị, dưới 51 cân nha. Chị nào đi nu chút nu giùm em luôn. Nu. Rồi bộ, rồi bính mấy chị, bính cam dễ thương cho. Bộ đen này như vậy? 80. Rồi bính cam này cho em luôn mấy chị, tính 98.000. Rồi bính cam cho em luôn 98.000 mấy chị, dễ thương lắm. Cái dây này á là mấy chị kéo lên kéo xuống được, tùy theo chỉnh ngực được nè. Rồi nu 65 gánh nu bi lên số đấy bạn ơi. Dễ thương chưa? Rồi lên cho em luôn là bính cam 98 mấy chị với 55 cân nha. Nu 65 nó hết rồi, hình như còn một xanh hay sao á, trên cây còn một xanh hay sao hay rồi. Rồi nu nó còn một xanh đi trên tay á, phía bên trong á. Rồi bính cam cho em luôn mấy chị 98.000. Đúng rồi, bên tốt bên trong. Rồi bộ sắc nách mặt nhà mấy chị ơi, bộ sắc nách giùm em nha mấy chị ha, sẽ tà hai bên nè. Rồi này chút giùm em luôn là mã xanh 80 mấy chị, có túi có dây kẽ bên hông nè. Rồi xanh cho em 80 chị nào lấy chốt ha. Áo sẽ tà hai lai nha mấy chị ha. Quần có túi có dây kéo giùm em. Không phải. Cái ba lỗ quần chân váy còn một bộ xanh đây đó. Không phải. Chắc không luôn. Rồi xanh này cho em luôn 80 mấy chị, mặc nhà mát lắm. Xanh cho em luôn 80 mấy chị, 40 đến 55 cân ha.
chút xanh 80 giùm em nha. À lá xanh chút xanh 80. Còn cái bộ màu xanh đen trên cây á. Rồi bộ đang mang mấy chị em còn màu trắng với màu hồng mấy chị 115 nè. Rồi hồng đang mang cho em luôn 115 hay đúng rồi. Chị nào lấy hồng chốt giùm em luôn hồng 115 mấy chị còn bộ nè. 40 đến 55 cân mang vừa bộ đang mang ha. Rồi này chốt giùm em luôn trắng 115 nè. Bộ đang mang còn màu trắng với màu hồng mấy chị 115 ngàn. Rồi bộ xanh này cho em luôn 65 ngàn còn bộ mấy chị màu xanh ghi là mang lên hơi bị đẹp luôn á. Hết nu rồi em còn xanh 65 nha. Rồi xanh cho em luôn 65 ngàn chị nào lấy chốt mấy chị. Xanh 65 em còn bộ này chân váy có quần trong nè. Mã xanh 65. Nâu 65 hết nâu rồi chị ơi còn xanh ghi. Rồi hồng này cho em luôn 92 mấy chị, Barbie doll với em quần hay siêu dễ thương luôn. Rồi hồng cho em luôn 92 nha mấy chị ha, 40 cho đến 50 56 cân. Chị nào lấy hồng 92 chốt giùm em luôn, mã hồng 92 này dễ thương lắm luôn á mọi người. Siêu cưng luôn á. Rồi hồng cho em luôn 92, chị nào lấy chốt nha mấy chị, bộ dài đợi xíu đi chị ơi, em nay hết cái này mới qua bộ dài được. Hồng 92 luôn cho chị Thúy Nga nè. Còn hồng 92 nữa ha, còn một bộ hồng 92 chị nào lấy chốt nha. Rồi cái đầm kèm quần này cho em luôn mấy chị. Đó, xanh đậu dây này mang cực mát luôn, rồi lên cho em luôn mã xanh 70. Hồng 92 cho bé Hòa Gá nè. Rồi cái xanh này cho em luôn 70 chị nào lấy chốt nha, đầm kèm quần nha. Xanh 70. Rồi đầm kèm quần em xem mấy chị luôn xanh 70.000 nha mấy chị ha, quần có túi nè. Một cái đầm dây mấy chị với lại cái quần. Rồi lên cho em luôn là mã xanh 70 nha. 40 đến 55 cân mấy chị chốt xanh 70 giùm em nè. Hồng 92 em ghi hết thôi. Rồi xanh 70 luôn nha chị ngăn kim nè. Thấy cái bộ đó trên cây còn màu gì á ha? Ờ, bên phía cây đầm bên này nha. Cái dây dây đó đó, còn màu gì á. Rồi bính bính, cái này chốt giùm em luôn là bính đen nha mấy chị 98 đi, 40 đến 55 cân ha. Chị nào lấy bính đen chốt giùm em luôn bính đen mấy chị, quần bính dễ thương đó. Rồi bính đen cho em luôn mấy chị, bính đen 98 ngàn, 40 đến 55 cân. Ai lấy bính đen chốt giùm em luôn bính đen ha. Có không? Hả? Còn một bộ nu thôi hả? Rồi cái này chốt giùm em luôn là bò 70 nè. Bến đang 98 của Thúy Nga nè. Rồi lên cho em luôn là bò 70 ha mấy chị, bò 70. Chị nói lấy bò chút bò 70 giùm em nha. Dễ thương lắm, bò 70. Nói lấy bò chút bò 70. Hình như cái này nhớ còn cục nào nữa. Đây nè. Nó còn cái cục nào nè. Nó có chịu có phân ra không hay nè. Hay là cục ở trong. Rồi thiết kế màu cam này cho em luôn mấy chị 240 em xe luôn trăm. Xe luôn trăm đi. Rồi cam này mấy chị bộ thiết kế mấy chị trăm nha. Chị nào thấy cam chút cam 100. Không ở trong cái góc á. Rồi chú giùm em luôn thiết kế cam mấy chị 100 ngàn cho mọi người luôn. Bộ này mang đi bao đẹp luôn á. Rồi thiết kế cam giùm em mấy chị. Rồi bò 70 luôn nha chị Huỳnh Hoa. Chị lấy cho em luôn cái bính hình như trên cây còn bính đen không. Rồi em còn bính cam nè. Chị nào lấy bính cam chút giùm em luôn bính cam mấy chị 98 ngàn nè. Dễ thương lắm mọi người. Cái quần này mang cưng lắm. Hai lớp. Rồi chị nào lấy bính cam chút giùm em luôn bính cam nha. Coi trên cây còn bính đen không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Rồi lên cho em luôn mã đậu chăm với chị bộ thiết kế dài. Chị nào lấy đậu chút đậu giùm em luôn chăm với chị đậu chăm. Một bánh này nè. Anh như còn một gì trên cây á. Rồi đậu này cho em luôn chăm với chị ha, bộ dài siêu đẹp luôn. Cái này 240 hàng sale luôn chăm với chị ơi. Rồi đậu cho em luôn chăm với chị thiết kế dài có túi nha, đậu chăm. Rồi bánh cam luôn cho Hồng Hạnh nè, ok nè. Rồi bánh cam cho 98 luôn cho Hồng Hạnh nè. Rồi đậu chăm luôn cho chị Hạnh Nguyễn nè. Rồi hết đậu rồi chị ơi. Hết thôi. Ủa nhớ bánh ở trên cây còn màu vàng, màu cam, màu đen gì mà ta. Hồng gì mà. Rồi cái này chốt giùm em luôn thiết kế cam này. Bộ này đẹp lắm chị à, Mai Sương ơi. Rồi thiết kế cam này giùm em luôn với chị. Hàng tại shop 240 lần cho em xe luôn trăm mới mấy chị. Đó thiết kế cam giùm em mấy chị ha. Thiết kế cam đậu trăm em hết rồi. Rồi thiết kế cam em còn ha. Chị nào lấy chốt. Rồi ống đen này cho em luôn 80.000 mấy chị thương lắm. Một cao ống có mít ngực giùm em nha mấy chị ha. Rồi cam trăm mấy chị Mai Sương nè. Rồi em còn bộ cam trăm đó, chị nào lấy chốt. Rồi ống đen có mít ngực cho em luôn 80.000. Chị nào lấy bộ ống đen thì chốt mấy chị ha. Có mít ngực cho mấy chị ha. Có dây kéo phía sau cho mấy chị luôn. Rồi ống đen, trời ơi ống đen phi này bao đẹp luôn mấy chị, sang lắm luôn á. Rồi đen cho em luôn là ống đen mấy chị ha, 80.000 là còn 3 bộ nè. Chị nào lấy ống đen rút giùm em luôn ống đen. Rồi mã yếm này siêu cân luôn á chị ơi. Rồi yếm này sale luôn 99.000, chị nào lấy chốt nè. Rồi yếm xanh cho em luôn 99.000 mấy chị, dưới 57 cân nha. Yếm xanh em còn duy nhất một bộ luôn á. Chị nào lấy yếm xanh rút giùm em luôn yếm xanh này mấy chị, 99.000. Rồi dập ly vàng này em còn một bộ luôn á chị, 95. Rồi dập ly vàng này cho em luôn 95 mấy chị, dưới 57 cân nha. Ai lấy dập ly vàng chốt giùm em luôn dập ly vàng nè. 95.000 dưới 57 cân mấy chị dập ly vàng. Thế đâu chị? Rồi ống đen 80 cho chị Diễm My. Ống đen còn 2 bộ chị nào lấy chốt nha. Ống đen như còn 2 bộ. Rồi ngọc này cho em luôn 69.000 siêu đẹp luôn mấy chị. Rồi đen cho em luôn là ngọc 69 gì nào lấy chốt không mấy chị ha. Bộ đùa lụa mặt nhà này siêu mát luôn nè. Rồi ngọc cho em luôn 69 nha mấy chị ha. Bộ đùa này siêu mát luôn á. Ngọc 69 có một bộ thôi, dưới 56 cân nha. Rồi chốt ngọc 69 giùm em nè. Rồi xanh lá 99 luôn á chị Huỳnh Hoa. Trời ơi đẹp giả man luôn á ché ơi. Yếm xanh em như còn bộ nữa ha, 99.000 nha. Chị nào đi yếm xanh chút cho em luôn yếm xanh đi còn bộ nè. Rồi ngọc 69 luôn cho chị Ngăn Kiên. Đồng quần còn không là sao ta. Em lấy ngọc số 9 rồi qua cho em luôn xanh đen 69 nè. Rồi xanh đen cho em luôn 69 với chị dưới 57 cân ha. Chốt xanh đen 69 giùm em nha. À lấy xanh đen chút xanh đen 69 mấy chị. Xanh đen 69 giùm em còn 2 bộ nè. Cái này lụa vải dày đẹp lắm mấy chị. Xanh đen 69 em như còn 2 bộ nè. À lấy xanh đen chút xanh đen 69. Rồi yếm hồng giùm em luôn 99.000. Chị nào lấy chốt mấy chị. Mùa hè mang bộ này lấy bài luôn á. Rồi yếm hồng cho em luôn 99.000 dưới 57 cân nha. Chị nào lấy yếm hồng chút giùm em luôn yếm hồng 99.000. Mẫu này em còn yếm hồng yếm xanh nè. Hai cái đó em nhiều, em chị bỏ, em bỏ rồi kìa, bỏ bỏ giá vô. Cái nào chưa có giá thì ghi giá vô. Xanh đen số 9 cho chị Huỳnh Hoa nè. Caro phía sau đợi xíu em ơi, Caro đó chị đang sale cho em á. Huỳnh Hoa nè. Rồi yếm hồng 99 luôn cho chị Thanh Thảo nè.
Chị ơi, chúc chị inbox chuyển khoản nha. Ok chị nha, có gì ngày mai đi chị. Ý là chuyển hết tiền luôn hay sao? Nếu mà chuyển hết tiền á thì ngày mai đi. Em bấm phải làm bao nhiêu em mới biết đường chứ. Không cho cái chi đi chứ làm không mà. Ngay. Có con đó. Đi rồi đó. Rồi xếp caro này đúng không? Caro này Nhi đang sale có 80.000 thôi. Một áo ống với một cái quần nha, siêu đẹp luôn bà, quần có túi luôn. Rồi lên cho em luôn caro 80 đi. Chị nào lấy caro 80 chú caro 80 giùm em ha. À lấy caro chú caro 80 giùm em là tuyệt vời luôn. Trời ơi nguyên set là mà ơi để bèo luôn á. Rồi lên cho em luôn là yếm bơ, mấy chị yếm bơ giùm em luôn 99.000 còn cái nè. Rồi yếm bơ cho em luôn 99.000 còn một bộ nha. Chị nào lấy yếm xanh bơ thì chú. Yếm xanh bơ cho em luôn 99.000 chắc đuổi mấy chị ơi, nó mát lạnh luôn, nó sướng mà nó không nhăn nữa. Ờ yếm xanh bơ cho em luôn 99.000 còn cái nè. Rồi đậu này em xe mấy chị luôn ha, đậu này em xe luôn 99.000 đi. Cánh tiên nè, có mất ngực nè, sâu lưng có dây kéo nè. Rồi lên cho em luôn xanh đậu 99 có một bộ duy nhất thôi. Đi. Rồi xanh đậu cho em luôn 99 mấy chị, 40-55 cân nha. Rồi xanh đậu 99 giùm em mấy chị ơi. Rồi cây dù này em Nhi còn đúng một cái nữa mấy chị dù. Rồi dù hoa cúc mấy chị màu xanh đen nha. Cái này cực kỳ là to luôn mà dày dặn cho mấy chị nữa. Em xe 60.000 đi còn một cái à. Yếm xanh bơ luôn mấy chị, huỳnh hoa là ok chị nè. Ờ 99 nè. Cái bính thì nhiêu vậy? Bính 99. Để tôi đổi nha. Rồi dù chút dù giùm em đi chị. Rồi xanh đậu luôn cho chị Phan Thúy Hằng ha. 99 này lên số điện thoại giùm em đi ché ơi. Cánh tiên rồi có mút ngực rồi có dây kéo phía sau nữa mấy ché. 145.000 mà em như sale cho mấy chị còn có 99 nè. Tại cái này hàng shop kê mỗi thứ em còn cái em xả hàng nhanh đó mấy chị. Rồi chị Phan Thúy Hằng lên số điện thoại giùm em nha. Dù 60 một cái luôn nè cho Thúy Võ. Em còn cái dù màu xanh dương gấu đó, chị nào lấy chốt. Thúy Võ ghé nè, ok bà nha. Rồi tiếp nè. Còn xích bộ không, đem xích bộ ra cho em. Hả? Trăm. Rồi dập ly mấy chị lên cho em luôn là rêu 95 mấy chị với 57 cân nha. Chị nói đi rêu, chút rêu cho em luôn 95 với 57 cân đi mấy chị, tuyệt vời luôn nè. Ghi vô ở ngoài luôn đi. Mai Sườn Trâm dùng có khách quan luôn. Rồi rêu này cho em luôn 95 với 57 cân mấy chị, dập ly nha, siêu đẹp luôn nha. Rồi chị nói đi rêu, chút rêu cho em luôn 95. À, Mai Sườn là cái cam này đấy hả? Ừ. Chốt đơn mắc cười hai sản phẩm đi hàng giùm em nha. Rêu dập ly cho em luôn 95.000 với 57 con, chốt rêu 95. Đó, bột này là bỏ lên đây luôn đi, rồi lấy cái khác. Lấy mấy cục mà em xếp ở ngoài trước nha, viền theo cái đường viền. Rồi đỏ này cho em luôn 95.000 với chị với 57 con nè. Chị nào lấy đỏ, chốt đỏ cho em luôn 95 với chị với 57 con giùm em ha, đỏ 95. Ôi chết, tự nhiên đỏ, trời cái này màu đen. Chị nào đấy đen, chút đen cho em luôn 95 các chị ơi, dập ly. Rồi cái đầm hồng này cho em luôn các chị, 75.000 với 60 cân các chị ơi. Đầm hồng cho em luôn 75.000 với 60 cân nha mấy chị ha. Đầm hồng Barbadon nè. Rồi chị nào lấy đầm hồng chốt giùm em luôn đầm hồng 65. Đầm hồng cho em luôn 65.000 nè. Đầm hồng 65 luôn đi mấy chị, dưới 60 cân ha. Cái này đầm Barbadon dễ thương á. Rồi yếm xanh em còn cái nữa mấy chị, 99.000 chị nào lấy chốt nè. Yếm xanh em còn bộ nữa, chị nào lấy chốt giùm em ha. Yếm xanh 99 mấy chị với 57 cân. Ba bên đơn điểm đủ mát lắm.
Rồi đang ngủ con vịt em Nhi, còn cá mấy chị đang ngủ cả món này 35.000 nè. Rồi bền lắm chị, em xài cái đèn này mà 3 tháng rồi chưa hư luôn á, có 35.000 à. Tối là tự sáng mà sáng là tự tắt cho em Nhi luôn, có 35.000 thôi mấy chị. Rồi chị nào lấy đèn ngủ 35 thì trốn với chị ha, đèn vịt 35. Đèn vịt cho em luôn 35 mấy chị, đèn hoa 35 là đèn hoa em cũng còn cái luôn nè. Chị nào lấy đèn hoa chút giùm em luôn, đèn hoa 35 nha mấy chị ha, đèn hoa 35. Vải dày không men xếp yếm á, trời ơi, bao dày cho chị luôn chị ơi. Nếu mà thấy cái da của chị là em nghĩ bán luôn, 8 năm nay em nghĩ em dẹp tiệm luôn chị. Cái bộ này nếu mà mỏng em dẹp tiệm em nghĩ luôn. Đầm hồng 45kg mang vừa không, cái này đầm babydoll chị nó rộng rộng phình phình thôi, chị mang quen thì đặt, chị đặt nha. Đầm babydoll thì nó rộng rộng thôi. Bộ đó 99. Rồi set sơ mi này giùm em luôn mấy chị dễ thương chưa. Rồi set sơ mi gấu quần này giùm em luôn mấy chị, màu đen này siêu đẹp nè. Rồi 85.000. Rồi đen này cho em luôn 85 mấy chị với 57 cân nha. Rồi hai bên có túi nha mấy chị ha, hai bên có túi mấy chị, có dây kéo luôn nè. Rồi bộ đen này cho em luôn 85.000 mấy chị, mẫu này đem dáng đẹp lắm. Đen 85 mấy chị với 57 cân ha. Yếm xanh 99 luôn nha chị, ngăn kim nè. Rồi caro này cho em luôn 50.000 mấy chị, dưới 45 cân. À lấy caro 50 chú giùm em luôn, caro 50 nha. Caro 50 mấy chị. Một à, một áo ống, một cái chân váy có quần. Em bán cho mấy chị luôn 50. Caro 50 nhưng mà dưới 45 cân thôi. Váy nu tơ lưng em xe 99 chị. Bộ đen 85 luôn cho chị Mỹ Huyền gái nè. Rồi cái set vest này đẹp vậy. Rồi vest này em xem mấy chị luôn 90. Rồi vest này cho em luôn 90 mấy chị, dưới 55 cân ha. Chốt vest 90 giùm em nha, trời dễ thương lắm mấy chị ơi. Rồi vest giùm em luôn 90 mấy chị, dưới 55 cân. Chốt liền giùm em luôn vest 90. Cũng đẹp, chắc hết tiền. Rồi vest 90 luôn nè. Khánh Hân Trần. Rồi cái đầm hoa đen này cho em luôn mấy chị 35.000, đầm maxi dài qua gối. Rồi hoa đen cho em luôn 35 mấy chị, dưới 60 cân nha. Rồi hoa đen cho em luôn 35 mấy chị, dưới 60 cân. Chốt hoa đen 35 giùm em. Hoa đen cho em luôn 35 dưới 60 cân mấy chị, chốt mã hoa đen 35. Rồi quần thể thao cho em luôn 25.000. Quần trắng 25.000. Quần trắng thể thao này cho em luôn 25.000 mấy chị, chốt quần trắng 25. À đó quần trắng với quần trắng 25. Vé 90 hết rồi chế ơi. Rồi quần tay xé giùm em luôn mấy chị, xe luôn 60. Quần tay ấm ôm nha. Quần tay ấm ôm xe S nha mấy chị ơi, xe luôn 60.000. Quần tay ấm ôm size S mấy chị xe luôn 60.000, chị nào lấy chốt nè. Quần tay size S mấy chị 60.000, dưới 46 cân mang được. Quần 25 luôn cho chị Huỳnh Quyên. Rồi giả váy da này dùm em mấy chị, siêu xịn luôn mấy chị ơi. Giả váy da nha em xem mấy chị luôn 35.000. Em đi kiếm lên để nào. Rồi giả váy da để em xem mấy chị luôn 35.000 nha, dưới 55 cân. Chị nào lấy giả váy da chút, giả váy da mấy chị em xem luôn 35.000 dưới 55 cân. Quần tay xé luôn cho chị Hạnh gì đây, Hana Trần gì nè. Rồi giả váy da cho em luôn 35.000 mấy chị, 40 đến 55 cân nha. Chị nào lấy giả váy da thì chốt nè. 35.000 với 55 cân mấy chị giả váy da. Rồi cái này quần đùi mấy chị, quần đùi.
quần đùi đen giùm em luôn á chị, 50.000 ha, đấy siêu siêu cao luôn, con đẹp lắm. Cái quần này tầm 53 đến 57 cân ăn vừa. Rồi lên cho em luôn quần đen 50. Quần đen gì đó? 60. Sao buồn ngủ vậy ta? Tự nhiên mắt mở lên chưa? Thấy chưa? Rồi quần đen cho em luôn 50.000 mấy chị, 53 đến 57, 58 năng mang được. Rồi cái này siêu đáy cao luôn mấy chị ơi. Wow là trời. Hơn 2 găng tay của em luôn, tuyệt vời luôn á. Quần đen cho em luôn 50 thôi, có cái à, 53 đến 57, 58 cân mấy chị mang được nha. À lấy quần đen 50, chút quần đen 50. Rồi cái này chốt giùm em luôn quần đuổi 30 mấy chị, dưới 55 cân. Quần đuổi cho em luôn 30 dưới 55 cân ha, chốt quần đuổi 30.000 thôi. Rồi quần đen 50 luôn các chị, ngăn kim. Chế nó lấy quần đuổi mặc nhà thì chốt các chị, bao mát luôn, có túi nữa, có 30.000 thôi. Quần đuổi 30 cho em Nhi đi ạ. Quần đuổi nó mát cực kỳ luôn. Quần đuổi 30. Rồi cái yếm này mấy chị, yếm này xem nhanh luôn. Rồi yếm này xem mấy chị luôn. Rồi đuổi 30 luôn nè, cho chị Đỗ Kỳ Duyên nè, lên số điện thoại đi chị ơi. Đây như đây 50. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị, cái yếm này 50.000. Rồi yếm cao kỳ này cho em luôn 50.000. Chị nào đó chốt dưới 55 cân về phối ấn thun măng VIP luôn mấy chị. Sâu ơi, sâu ơi, sâu lát cái cục quần màu cam chút luôn đi. À, quần màu cam á, lấy cái tủ á, biết nó biết màu chưa? Biết rồi. Rồi yếm này cho em luôn 50.000 cao cấp luôn á chị. Cái này, cái này 150 á, giờ em xem với chị luôn 50 ha. Rồi yếm cho em luôn 50 á chị, với 55 cân ha, yếm 50 này kêu đợi luôn. Yếm 50 cho cà rốt. Rồi cảm ơn Su nha. Ơi cho anh dỡ mấy cái đóng caro lên đi, còn 3-4 cái yếm chỗ đó mà không biết màu gì, thôi để em coi thử mấy chị. Có cái yếm màu cam, một vàng, một rêu gì đâu chỗ đó. Dạ là trong cái trong đó, đó đó đó. Rồi coi còn mấy cái này mà đây. Hết chưa? Hết. Rồi yếm 50 luôn cho chị Trọng Nhân nè. Yếm 50 luôn cho chị Thị Phương nè. Đơn chị nào trên 500 ngày mai cộng cạc đi hàng giùm em nha. Rồi em mới thấy yếm màu cam rồi. Qua cho em luôn yếm màu vàng đi mấy chị 50. Cái này 150 lần em không có thiệt mấy chị ơi. Bám lỗ tụ quần luôn á. Rồi đùi da 35 luôn cho chị Thảo Vũ này, có đơn 1 nè. Rồi lên cho em luôn là yếm vàng đi mấy chị. Chốt yếm vàng giùm em luôn 50 đi. Riêng đẹp lắm. Rồi yếm reo cho em luôn 50 nè. Cái này bán 150 lần mấy chị, không nói điêu đâu. Mời bây giờ em bán lỗ luôn 50 màn thật sự luôn á. Rồi yếm cam cho chú gì Trọng Nhân rồi. Rồi chị nào lấy yếm reo chút giùm em luôn yếm reo mấy chị 50 nha. Thảo Vũ ghé mà ghé lấy sớm giùm em mấy chị nha. Đơn ghé mà để lâu quá em không có để đâu nha. Yếm vàng luôn cho chị Trần Thị Lê nè 50 nè. Rồi chế nào lấy yếm reo chứ yếm reo nè, yếm vàng luôn cho Bích Liên Hoàng nè. Trần Thị Lê lên số cho chị rồi em còn hai kiếm reo 50.000. À đây yếm reo 50.000, chốt yếm reo giùm em luôn 50.000 còn hai cái. Trời ơi 150 mà bán lỗ luôn. Em còn hai kiếm reo 50 nha. Rồi chị nào lấy yếm reo chút yếm reo giùm em mấy chị, yếm reo lính này siêu đẹp luôn á, dễ phối đồ. Rồi ai lấy yếm reo chút yếm reo giùm em nha, còn hai cái nha. Rồi quần xanh cho em luôn 25.000 mấy chị thể thao nè. Nó có ai đây trời? Hai con bắt không ở số con. Rồi quần xanh thể thao này cho em luôn 35.000, 25.000 thôi mấy chị, có túi hai bên. Rồi quần xanh cho em luôn 25 nha. Bấm vô cái cam đi, bỏ đơn vô.
là được. Anh không? Lấy cái bia bỏ vô cái màu cam đó là được rồi. Rồi Trần Thị Lê lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Có số mới chốt được chứ ạ. Bỏ số cam vô. Rồi xanh 25 chị cà rốt nè. Rồi hồng. Cái gì? Trần Thị Lê lên số đi chị, em vào lên số giùm em đi chị. Rồi quần cam cho em luôn 25 ngàn thôi. Chốt quần cam 25. Em hết quần xanh rồi. Rồi quần đặt quần hồng cho em luôn 25 ngàn này. Chốt quần hồng 25 nè. Nè Trần Thị Lệ kiếm màu vàng này ghi 50 chưa. Quần xanh em hết rồi chị qua giùm em cái màu hồng với màu cam này đi. Thể thao mang đẹp lắm mấy chị, đơn giản thôi. Mặc cái mông đồ hơi bị xinh luôn, có 25 ngàn à. Bác nhập vô bao nhiêu? Nhập vô 32. Giờ xả 25. Trời ơi. Rồi cam hồng cho em luôn 25 đi mấy chị ơi. Mấy quần này bán nhà dễ mà. Rồi xích vớ giùm em luôn mấy chị, 10 đôi 65 ngàn nha. Xích vớ này cực kỳ siêu dày luôn mấy chị. Rồi vớ giùm em luôn 10 đôi 65 ngàn. Chị nào lấy xích vớ chút giùm em luôn xích vớ nha. Rồi một cam một hồng luôn nha chị. Bích Liên Hoàng này có 25 ngàn cái quần đó mấy chị ơi. Thiệt á, mang quần này sướng. Mà mang mấy quần thể thao này lên mông nó tròn, mông mỉnh đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi xích vớ mấy chị siêu dày luôn, 10 đôi có 65 ngàn mấy chị. Bao xài luôn, em nói thiệt với mọi người luôn á. Vớ 65 luôn mấy chị, cà rốt nè. Cam 25 luôn mấy chị, Huỳnh Quyên nè. Rồi em Nhi còn hai cái hồng nữa là hết luôn, chị nào thấy hồng chút hồng nha. Vớ 65 luôn nha chị, Trần Thị Thảo ok la. Mua vớ cái chút rầm rầm đi mấy chế ơi. Quần hồng em Nhi còn hai cái hồng, chị nào đi chốt thì ủng hộ luôn giùm em đi, 25 ngàn. Hồng 25 luôn cho môn ngân nè. Còn cái hồng cuối cùng chị nào lấy chốt luôn giùm em không. Rồi hồng 25 luôn cho chị Trần Thị Thảo này. Cảm ơn chị luôn hết nha. Rồi tiếp qua. Ui rồi xích xếp Quảng Châu này giùm em đi mấy chị ơi, nó đẹp lung linh hết sảy bà bảy luôn nè. Rồi xích đen này giùm em luôn mấy chị, 85 ngàn vui xì siêu đỉnh luôn. Đen cho em luôn 85 mấy chị, 40 đến 55 cân quay đầu giùm em nha, hai bên có túi nha. Nè quần có dây kéo mấy chị, có nút luôn, trời ơi cái phô quần tay này đúng đỉnh luôn á. Rồi hồng cho em luôn tắm ông quên, đen 85 mấy chị với 55 cân nha. Rồi đen cho em luôn 85 mấy chị với 55 cân, đúng một bộ đen duy nhất. Đen 85 cho em Nhi đi mấy chị, một bộ đen duy nhất. Ôi trời ơi là cái cục này nó đẹp muốn xỉu luôn mấy chị ơi. Bộ này toàn hot. Cái cục này chuẩn bị lên toàn là set đẹp không à. Đen 85 luôn cho chị Thí nha. Cái mẫu đen đó hình như em còn áo trắng nữa sao á. Chị nào đây trắng 85 thì chốt nha. Rồi cái đầm lẹo xe mấy chị luôn 60 ngàn. Đầm maxi dài cho em luôn 60 ngàn có cái nè. Rồi đầm cho em luôn 60 ngàn maxi mấy chị, hàng hai lớp. Bao dày dặn cho mấy tình yêu luôn. Rồi lên cho em như luôn cái đầm 60 ngàn mấy chị, bầu bí hay gì bông trang được đi biển ha. Rồi mã đầm cho em luôn 60. Dưới 60 cân mấy chị ơi, trong đây là cái em đầm này là mê lắm nha. Đầm 60. Rồi kính hồng này cho em luôn mấy chị 50 ngàn. Chị nào lấy kính hồng chốt giùm em luôn kính hồng 50 ngàn mọi người ơi. Kính hồng này cho em luôn 50 ngàn nha, em còn 3 kính nè. Chị nào lấy kính hồng chốt giùm em luôn kính hồng mấy chị 50 ngàn. Rồi xích bò này cho em luôn mấy chị 99 ngàn. Ôi xích bò này siêu cưng luôn mấy chị ơi, cưng lắm luôn á. Quần có túi mấy chị ha, có dây kéo bên hông nè. Rồi đen cho em luôn bò 99 mấy chị, đẹp dễ thương quá trời luôn. Cưng chưa? Rồi chị nào lấy bò 99 chứ bò 99 giùm em mấy chị ha, cái set này mang này hơi bị dễ thương luôn á mấy chị. Dạng bao đơn không thấy bụng gì đâu mọi người, cưng lắm. Rồi bò cho em luôn 99 có bộ 1 à, dưới 55 56 cân nha. Rồi kính hồng cho em luôn 50, chị nào lấy kính hồng cho kính hồng 50. Rồi kính hồng 50 luôn cho Thanh Thảo ok nha. Rồi còn hai kính hồng. Em Nhi còn hai kính hồng, chị nào lấy kính hồng chú kính hồng.
Rồi set bò cho em luôn 99 ngàn đi mấy chị ơi. Ôi ôi cái set xanh này em xỉu luôn á mấy chị. Set xanh này có mít ngọt giùm em mấy chị, sâu lông quá gì kéo nha, thì kéo đi tiệc luôn, em xả lỗ luôn 85. Rồi cái xanh này cho em luôn 85 ngàn mấy chị. Ôi ôi bao đẹp cho mấy nàng luôn. Hai bên quần có túi nha mấy chị ha, áo nè. Áo lủng lỉnh đó mấy chị, đúng đẹp luôn á. Vừa có mít ngọt mấy chị, vừa có dây kéo phía sau. Em đúng xả lỗ luôn 85 ngàn cho em. Rồi lê xanh 85 chốt đơn mấy chị. Bao đẹp luôn. Rồi xanh cho em luôn 85 nha mấy chị ha. Vừa có dây kéo, vừa có mít ngực nè, quần thì có túi nè, mẫu này đi tiệc được luôn mấy chị ơi. Bờ xanh 85 luôn cho Khánh ăn trần. Mã xanh này em như còn nha, chị nào lấy xanh 85 thì chốt nha. Nè bỏ cái hồng vô nè. Xanh 85 này em như còn, chị nào lấy chốt nó đẹp lung linh luôn em có thiệt xe 85 ngàn lửa tụt cái quần. Rồi xanh 85 luôn cho Tố Quyên, ok Tố Quyên nha. À lấy xanh 85 cái chốt mọi người ơi. Trời. Rồi xanh 85 luôn nha chị Thanh Hằng, lại lên số điện thoại giùm em chị đẹp. Chốt hai sản phẩm bất kỳ cho em đi hàng nha mọi người. Rồi xanh 85 luôn nha chị Thiếu Tốt, lên số điện thoại giùm em đi ạ. Ờ rồi áo trắng của lọ thì giùm em luôn 35 ngàn mấy chị, chốt mã trắng 35 cho em Nhi nha. Trắng cho em luôn 35 ngàn mấy chị, 40 đến 55 cân. Mọi người vào xe like tương tác cho em Nhi đi mấy chị. Chế nằm mà mới vào á, mấy chị cho em Nhi xin một nút chia sẻ liền. Mấy chị bấm liền giùm em, dưới cuối bài có một cái nút chia sẻ mọi người. Chia sẻ cho em Nhi đẹp, nhớ là bấm video trăng bay nha. Em Nhi bán hàng siêu rẻ luôn á mọi người ơi, thật sự em chỉ ăn lời số lượng thôi, còn mỗi bộ em lời rất là ít luôn á. Rồi áo trắng của lọ này cho em luôn 35 mấy chị ơi. Trắng 35 chị nào lấy chốt nha, trắng 35. Trắng 35 nha, 40kg luôn phải chị, chị chịu bóp vô một xíu nó mới đẹp được nha chị. Tại vì 40kg không phải là dáng chuẩn. Thường ví dụ như dáng chuẩn là từ 48, 51, 52 thì ok. Hả? Chứ còn nếu mà chị mua hàng 40 cân á thì chắc chắn một điều muốn đẹp là phải chịu bóp vô một tí thì nó mới đẹp được. Xanh 85 57 cân mang vừa á chị Phạm Thị Hoa Hồng ơi, lấy thì lên số điện thoại giùm em. Lấy thì chốt nha. 57 cân của đó chị mang vừa. Nè xanh 85 chốt đi. Bóp của xanh rêu trên cùng rồi. Đây nè. Đúng rồi. Mấy bộ lần đem lại đi. Coi đi, coi tiền 3 4 bộ chứ không à. Trời đất ơi, chị tình. Rồi đầm cam này cho em luôn 60 mấy chị ơi, 40 đến 60 cân nha. Chị nào lấy đầm cam chút giùm em luôn đầm cam mấy chị. Đầm cam cho em luôn 60 ngàn mấy chị ha, 40 đến 60 cân. Cái này đầm maxi mấy chị, hai lớp siêu dày luôn. Rồi đầm cam cho em luôn 60 ngàn mấy chị ha, 40 đến 60 cân nha. Không gần, không gần ghé nữa. Hả? Không gần ghé nữa. Không không. Chưa. Rồi caro ống này cho em luôn 80 ngàn nè. Chị nào lấy caro chốt caro 80. Một áo ống nha mấy chị ha, và một cái quần này. Rồi chế nào lấy caro chút giùm em luôn, caro 80 mấy chị, có quần quần có túi. Caro cho em luôn 80 mấy chị, 40 đến 55 cân. Rồi bộ hồng này cho em luôn mấy chị 105 này, 40 đến 55 cân này. Hồng xanh 85 57 cân mang vừa nha Phạm Thị Hoa Hồng ơi. Cái chị này Thanh Hằng này nè, không lên số này, chị có chị Thanh Hằng có lấy không chị? Lấy lên số giùm em với. Rồi bộ hồng này cho em luôn 105 mấy chị, 40 đến 55 cân này. Chị nào lấy hồng chút hồng giùm em luôn 105 nha, siêu đẹp luôn, 40 đến 55 cân. Hồng 105. Hồng 105. Ủa hồng 75 là cái gì vậy trời? Rồi hồng 105 ha, chị nào lấy chốt nha. Rồi xếp môn này giùm em luôn 109 mấy chị, siêu dễ thương luôn. Rồi môn cho em luôn 109 nha mấy chị, trăng vén quần trong nha. Hồng 105 cho Kim Huệ này, chốt đơn hai cái đi hàng giùm em nha mấy chị. Rồi môn giùm em mấy chị, đồng cam 60 luôn cho chị Lương Thị Phương này nè, có đơn 60 nè. Rồi môn cho em luôn 109 mấy chị, siêu dễ thương luôn.
Rồi môn cho em luôn 109 với chị dưới 57 cân nha. Chân váy có quần trong. Chị nào lấy môn chút môn giùm em luôn 109 nha. Rồi cái đầm hồng Babydoll này giùm em luôn 75.000 mấy chị dưới 60 cân nè. Đầm hồng Babydoll 75 mấy chị dưới 60 cân ha. Chốt đầm hồng 75 giùm em nha. Dưới 60 cân mấy chị đầm Babydoll vải cực mát luôn. Rồi xanh cho em luôn 109 nè. Rồi xanh cho em luôn 109 ha. Chị nào lấy xanh chút xanh 109 giùm em mấy chị ơi. Cái này là Babydoll nữ sốt nha, cực kỳ dễ thương luôn. Rồi xanh cho em luôn 109 mấy chị với 57 cân. Môn 109 luôn cho Mỹ Duyên. Đầm hồng 75 luôn cho Lý Thu My. Rồi chế nào lấy mô, lấy đậu chút đậu giùm em mấy chị ơi. Lý Thu My cũng quen. Rồi đậu cho em luôn 109 nha. Rồi xếp xanh này cho em luôn 65.000 dễ thương lắm mọi người ơi. Rồi xanh này cho em luôn 65.000 chị nào lấy chốt nha. Một áo bôi lỗ này, một chân váy có quần trong này. Cái bộ này len trắng đẹp đó mọi người. Dễ số. Rồi xanh cho em luôn 65.000 có bộ ha. Chị nào lấy xanh chút mã xanh 65. 40 đến 55 cân rồi nha. Mai làm gì có tiền mà dẫn đi bơi, làm gì có tiền uống cà phê. Rồi đồng kem này cho em luôn 60.000 mấy chị với 60.000. Không thì ngồi đây là phải im lặng như này. Ngồi coi thôi nhưng mà không được nói mà. Rồi đồng kem này cho em luôn 60 mấy chị 40 đến 60 cân nè. Chị nào lấy đồng kem chút giùm em luôn đồng kem nha mấy chị ha. Rồi 60.000 cho em luôn. Đồng kem 60 dưới 60 cân nha mấy chị. Vừa nói nó làm ăn hết nữa nè. Ớ đừng bắt gì. Rồi kem 60 luôn chị Huỳnh Nguyên. Rồi Thái này cho em luôn mấy chị 55.000 này, chốt cho em luôn mã Thái 55 này. Rồi Thái này cho em luôn 55.000 mấy chị cái 55 cân ha. Chị nói Thái cái Thái 55 giùm em ha. Có làm bao nhiêu rồi đâu. Rồi Thái 55 luôn cho chị Loan Lê. Rồi cái đầm xám Babydoll này em còn cái này 75.000 luôn nè. Chị nào lấy 675 chút 675 giùm em mấy chị cái đầm Babydoll ha, cái son nơ này dễ thương lắm luôn á. Rồi xám cho em luôn 75.000 mấy chị chút 675. 40 đến 60 cân mấy chị mang vừa luôn. Rồi sơ mi đen mấy chị cột em này siêu xinh luôn nha. Rồi 75.000 cho em nhi luôn, bao đẹp luôn mấy chị. Rồi dây mấy chị ha, rít hai bên nè. Rồi sơ mi này cho em luôn 75 mấy chị chút sơ mi 75 giùm em nha. 40 đến 55 cân nha. À lấy sơ mi chút sơ mi. Mặt nạ có chị. Em có mặt nạ hàng, mặt nạ 24K với lại mặt nạ rong biển 5.000 một miếng. Rồi bộ yếm này giùm em luôn mấy chị, trăm mốt siêu đẹp luôn. Rồi yếm này cho em trăm mốt mấy chị 40 đến 55 cân nha. Chị nào lấy yếm chút yếm giùm em luôn trăm mốt này, trời đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy yếm chút yếm giùm em luôn trăm mốt nha. Rồi lấy yếm chút yếm mấy chị trăm mốt 40 đến 55 cân. Rồi chế nào đi yếm chút yếm nha mấy chị ha, mã nó xinh xinh luôn á. Mát lắm mấy chị. Rồi em lên mấy chị luôn cái bộ set mới nha.
con bụng con chết lại con vậy, con cứ ra ngoài đi con chơi đi cho khỏi đụng đi. Ôi trời ơi, con bụng này cưng thế. Ôi cái bộ này đẹp lắm mấy chế ơi, xuất sắc luôn. Chị Thanh Hằng lấy set xanh 85.000 lấy số cho chị. Ôi là trời, cái bộ này nó xinh mọi người ơi. Hàng đó như là bị gì á. Trời ơi, bộ đang mang cưng quá luôn mấy chế ơi, có 115 thôi. Ủa cái bộ luôn đang mang nó tiêu chứ gì vậy? Sơ mi cái gì vậy ta? Sơ mi 75 cho Phan Thúy Hằng. Ủa đâu có chi vậy ta? Áo ba lỗ sọc sâu bao nhiêu hả chị? Cái này nguyên một set đây chị ơi, nguyên set này là 100 hồi nãy em xem như 99. Rồi bộ yếm 101 luôn nha chị Huỳnh Hoa này. Sơ mi. Bốn miếng một nà nó cũng được đúng không? Ok chị nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn, hồng 99 ngàn nè, một áo ba lỗ với một cái chân váy nè mấy chị. Hồng cho em luôn 99 nha. Một ba lỗ, một chân váy nè, xuất sắc luôn. Chân váy này có quần trong cho mọi người luôn, có 99 ngàn thôi. Rồi chế nào đấy, hồng 99, đúng hồng 99 giùm em nha. Trời ơi, bộ đâm kèm cái giá đi giùm em ơi. Bộ đâm mang đẹp chưa mấy chị ơi, quá xuất sắc luôn. Trời ơi là trời. Không tin luôn mấy chị, nó đẹp lung linh, nó xảy bờ bẫy như vậy luôn á. Ôi xinh chưa mấy chế hoa tây nè, dễ thương chưa. Rồi bộ đang mang chút giùm em luôn, vàng 115 chốt liền nha. Chốt liền mẫu này nha mấy chị, có ri 1 à. Sơ mi như thế. Rồi xanh giùm em luôn 115, sơ mi 75. Rồi nâu 115 mấy chị, màu vàng đang mang ha, và màu trắng nè. Bộ đang mang mấy chị chốt liền đi, mẫu đang mang đẹp lắm. Rồi ai lấy thì nhanh tay chốt giùm em mấy chị, trắng 115. Bên em một like là đi đơn luôn giùm em nha chị ha, chứ không dồn được chị, hàng lung tung lắm, nó lộn mắt hàng hết. Ngày em like 20 cử không dùng đơn được đâu chế ơi. Like lên nào là có người chốt liền giùm em nha. Rồi ai lấy trắng chút trắng giùm em mấy chị, 115. Trời ơi đẹp quá à. Kiếm vàng bao nhiêu vậy? 140. Ôi đẹp chưa mấy chị ơi, mẫu này là xuất sắc luôn á. Đúng đẹp luôn, gọn người mà dễ thương nữa, túi thì cực kỳ sâu mấy chị. Rồi nâu cho em luôn 115 nè. Mẫu này là không lấy, là không biết lấy mẫu gì luôn á mấy chế ơi. Xinh giả mang luôn, nhìn cưng giả mang. Rồi nâu 115. 40 đến 55 cân nha. Chị lựa cái gì nữa thì em lên luôn, là để chị đi đủ hàng luôn á chị Liên Hoàng ơi. Rồi tiếp chỗ cái màu xanh này mấy chị, cực kỳ sang luôn. Rồi cực kỳ sang luôn mấy chế ơi. Alex xanh chút xanh 115. Chốt đơn bất kỳ hai sản phẩm cho bên em đi hàng nha mấy chị, đừng có đặt cái này ra nha, ổng không có chốt được đâu mọi người. Nhiều khách vô đặt toàn đơn một đi ra không, không có chốt được, mất công. Xanh một vàng 115 mấy chị Huỳnh Hoa này. Vàng 115 đang mang luôn các chị Sùng Thị Hoa này, lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. 115 ngàn một bộ, hỏng đẹp không lấy tiền luôn. Ờ cái màu xanh này là xanh, xanh này là sang lắm, là sang luôn mấy chị. 115 ngàn. Đẹp chưa? Ôi là rồi, ôi quá đẹp luôn. Rồi xanh trắng đu giùm em luôn, 115 bộ đang mang nha. Chị nào lấy thì nhanh tay chút liền giùm em. Bộ đang mang cưng quá trời. 53 1m50 mang đẹp luôn. Mới số ký của chị với lại cái chiều cao của chị nữa thì chị mang đồ bên em cái gì cũng vừa hết á chị Diễm Đoàn ơi. Giá quá đẹp rồi. Xanh 115 luôn nha chị Hoa Bưởi nè, em còn mấy bộ thôi, chị nào lấy chút liền nha. Xanh 115 luôn nha chị Thăng Nguyễn, lấy số điện thoại đi chị, hết xanh. Sùng Thị Hoa cái bộ vàng 115 đang mang, lấy số điện thoại giùm em đi chị ơi. Rồi chế nào lấy vàng chút vàng giùm em nha, em còn màu vàng màu nu với lại màu trắng 115 ngàn. Màu trắng duy nhất một bộ. Màu trắng duy nhất một bộ. Chị nào lấy trắng chút trắng với chị, màu trắng duy nhất một bộ 115. Vàng 115 luôn nha chị Diễm Đoàn. Rồi vàng năm mai em còn đúng một bộ vàng, chị nào lấy luôn là hết vàng nha. Rồi chế nào lấy trắng chút trắng giùm em với chị 115. Thăng Nguyễn đặt hàng lên số giùm em đi chị ơi. Chị Thăng Nguyễn với chị Sùng Thị Hoa nè, đặt hàng lên số mấy chút đơn được giùm em chị. Thanh Hằng nữa. Thanh Hằng lâu lắm rồi. Đưa cái Thanh Hằng ở đây. Rồi chế nào đi nâu chút nâu giùm em với chị 215.
Ai lấy nâu chút nâu 115, bộ nâu với màu trắng giùm em nha mọi người. Vừa xếp xanh này xe luôn 85.000 này chị Thân Hằng, hôm nay tối em xả ra luôn nè. Rồi phía sau có gì kéo với chị ha, phía trước có mít ngọt nè em xả luôn xanh 85. Chốt xanh cho em luôn 85 với chị ơi, hai bên quần có túi nha mấy chế ơi. Rồi xanh cho em luôn 85, chị nào lấy chốt nha. Áo có gì kéo có mít ngọt quần hai túi hai bên giùm em luôn. Xanh 85 với chị, dưới 57 cân là chốt xanh 85 nè. Rồi bi này giùm em luôn tuyệt vời luôn á chị, bi cho em luôn 69.000 quần dạ váy. Rồi bi cho em luôn 69 mấy chị, 40-55 cân. Chị nào đi bi chút bi 69 ha. Bi 69 mấy chế ơi. Rồi Sùng Thị Hoa lấy số điện thoại giùm em đi chế ơi. Xanh 85 chị Phan Thúy Hằng. Rồi lên cho em luôn xích vớ gấu với chị, xanh 85 bao nhiêu còn chị nào lấy chốt nha. Rồi vớ gấu giùm em luôn mấy chị, 10 đôi 50.000 nè. Tính ra có 5.000 một đôi hả mấy chị mang về bata hoặc mang trong nhà gì cũng được nè. Rồi lên cho em luôn vớ gấu với chị ha, 10 đôi. 10 đôi 50.000 ha, chị nào lấy vớ gấu chút vớ gấu mấy chị. Vớ mấy chị mang về bata rồi đó. Rồi vớ gấu với chị 10 đôi có 50 mà. À lấy vớ gấu chút vớ gấu nha. Rồi bi 69 cho Nguyễn Như Quỳnh nè. À lấy vớ gấu thì chốt giùm em đúng không chị, 10 đôi 69.000. Rồi hộp chỉ này giùm em đúng không chị, nguyên một hộp luôn. Đây. Nó có mười mấy 20 cục cuộn chỉ nhiều màu. Rồi nó có tầm 10 cây kim, có dây đo, có thước đo, có nút mấy chị, rồi có cái kéo bấm nữa. Rồi hộp chỉ siêu tiện lợi nên em cho mấy chị luôn 35.000 đi. Vớ gấu 50 luôn nha chị Thanh Sang nhé, lấy ok chị nè. Rồi hộp chỉ siêu tiện lợi này em đầy đủ tiện nghi luôn mấy chị, dây nè, dây đo nè, kéo bấm nè, nút nè, kim nè, chỉ thì rất là nhiều màu luôn. Rồi 35.000 hộp chỉ tiện lợi ha, mình xài xong mình đóng hộp lại cho em luôn, nó không có mắc mát gì đâu hết. Rồi hộp chỉ cho em luôn 35.000 chốt đơn luôn mấy chị ơi. Có quần tay trắng xé không chị, tay trắng thì thua rồi không có rồi. Tay thì có đen thôi mấy chị, màu trắng ít bán được đó. Rồi vớ gấu 50 luôn nha chị Diễn Nguyễn, lên số điện thoại giùm em nha. Hộp chỉ 35 luôn cho Tố Nguyên là ok nè. Chị Sùng Thị Hoa đặt hàng lấy số điện thoại giùm em đi chị ơi. Ủa thế rồi mua hàng mà không lấy số rồi em lấy cái gì em chốt đơn mấy chị. Chết em. Hộp chỉ 35 luôn nha chị Huỳnh Hoa này, Diễn Nguyễn đặt hàng lấy số giùm em đi chị ơi. Diễm Nguyễn nhiều, Diễm Nguyễn lắm chị, rồi nó dồn vô một người không biết cái đường nào lần luôn á. Chị lên số điện thoại giùm em đi ha, cho nó dễ. Rồi cái xếp trắng thiết kế này giùm em luôn mấy chị, xem nhanh luôn nè, màu trắng này xem mấy chị luôn 80.000 nè. Rồi trắng này cho em luôn 80 mấy chị, với 55 cân nha, phía sau có gì kéo nha, còn hai bộ trắng. Chị nói cái trắng 80 thì chốt, Diễm Nguyễn ghé nè, nghe chị ghé vô luôn nè, bấm miêu đi chị ghé. Rồi trắng cánh tiên này cho em luôn 80.000 mấy chị ơi, còn hai bộ trắng nè, chị nào lấy trắng chút trắng nè 80 nè. Rồi nu 115 luôn mấy chị Nguyễn Nguyễn nè. Rồi chị Sùng, cái tên gì, cái hoa hoa kia là gì vậy? Sùng Thị Hoa. Sùng Thị Hoa đặt hàng lấy số điện thoại giùm em đi chị, bơ làng hơn nãy giờ 8 lần mà chưa lên số. Vớ gấu 50 luôn mấy chị Kiều Thị nè, máy vũ có luôn, lên luôn cho chị luôn đây. Vô bóc giùm em luôn cục hai cục với da vậy ha. Hộp chỉ luôn cho Thùy Minh. Hộp chỉ luôn nha chị Kiều Thị. Với cha đó đó, nhìn vô nhìn vô, nhìn phía kia, phía trong phía trong. Phía trong phía trong. Cái kệ phía trong nè. Lấy hai ba cục luôn đi, hồi nãy thiếu nợ nè. Thì với da đó ông mua là trời ơi. Trắng 80 luôn cho Bích Ngọc nè, còn em còn một bộ trắng 80 nữa chị nào đấy chốt nha. Em còn một trắng 80 nữa nè. Trắng này còn một trắng em mới sale 80 đó chị ơi, muốn lỗ tụt quần luôn á chị.
Đi làm gì? Có Quyên à. Đưa chụp lại đặt này chứ máy quên mất. Đầu óc giờ chả nhớ gì hết trơn á. Xếp trắng em còn một trắng thôi. Rồi trắng 80 luôn á chị Quỳnh Mạnh em hết nè. À còn hình như em còn một bộ hồng này, bộ hồng nữa nè. Đây em còn bộ hồng nữa nè. Rồi đỡ bán rồi cho mấy chị luôn 80 đi, còn bộ hồng 80 nè. Hết rồi. Cái này là cái đầm. Rồi em còn hồng 80 nha. À lấy hồng chút hồng cho em luôn 80, cái này trên cây còn không? Rồi hồng cho em luôn 80, chị nào lấy chốt nha, còn sốt bộ hồng 80 nữa nè. Chị nào lấy hồng chút hồng 80 đi còn bộ à. Hồng 80 mấy ché ơi. Còn trắng không? Rồi một trắng luôn cho chị hả? Rồi một trắng luôn cho chị Thí Lê nè, hồng 80 cho Loan Lê nè. Rồi em còn một trắng nữa, chị nào lấy trắng chút trắng cho đem lại đây luôn cho em đi. Rồi xích ống này cho em luôn 80 ngàn nè, chị nào lấy ống chút ống 80 mấy chị ơi. Rồi ống cho em luôn 80 ngàn ha, 40 đến 55 cân nha. Chị nào lấy ống chút ống mấy chị, 40 đến 55 cân em hết hồng rồi, đưa bộ đen, đưa bộ trắng đi. Một bộ khách lấy nữa. Rồi em còn một bộ trắng 80 nè, chị nào lấy trắng 80 thì chốt giùm em luôn, còn duy nhất một bộ trắng nữa mấy chị ơi, hết rồi. Còn duy nhất một bộ trắng 80 nha. Ai lấy trắng thì ủng hộ giùm em đi. Rồi máy chuỗi cho chị nào đi ạ? Máy chuỗi nãy chị nào hỏi ta còn hai cái à, 49.000. Chị nào lấy máy chuỗi chốt giùm em luôn, máy chuỗi 49.000 như còn đúng hai cái thôi. Ồ, máy xé tóc không chế có luôn. Trời ơi, gì cũng có mà ơi. Cổ, gì cũng có. Trắng 80 luôn nha chị Phan Thế Hằng luôn. Một cuối nữa là em đi hết nè. Hết luôn. Rồi, máy dũa này cho em luôn 49.000. Em còn đúng 2 cái thôi. Chị nào lấy máy dũa chút cho em luôn. Máy dũa 49.000 nha. Máy dũa 49. Bộ đa mang của chị nào lấy không mọi người? Màu nâu, màu trắng với lại màu hồng là 115.000 bộ đa mang nè. Chị nào lấy bộ đăng mai thì chốt nha. Ôi trời, không lầm là hình như còn mùa nu nữa nè. Rồi em còn mùa nu nữa nè mấy chị ơi, 80 luôn. Chị nào lấy nu chút nu này, còn sốt mùa nu nữa nè. Gì vậy trời, kiểu này chắc lỗ tụt quần luôn. Rồi nu cho em luôn 80, chị nào lấy chốt nha. Em còn mùa nu cuối cùng nè. Nu 80, chốt luôn hai cái mất cười cho em đi hàng nha mấy chị. Nu 80 luôn cho Khánh, Khánh ăn trần nè, hết luôn. Rồi caro này em còn một bộ luôn nè mấy chị ơi, trên cây còn bộ này ta. Rồi caro này em sale nhanh nha mấy chị luôn. Rồi cái này chú giùm em luôn là caro mấy chị, caro nu nha. Rồi caro nu này cho em luôn mấy chị 89 luôn. Caro nu 89, chị nào đi chốt mấy chị còn một bộ, hình như trên cây còn bộ gì nữa thôi. Rồi caro nu cho em luôn 89 nha. Máy dũi 49 luôn chị Mừng Nguyễn, ok chị. Em còn một cái máy dũi nó nãy chị nào hỏi thì chốt nha. Rồi Caronu này dặn vết mấy chị, em xả luôn 89.000. À lấy Caronu này trốn mấy chị 89.000. Caronu 89.000. Nguyên một set bộ giùm em luôn. Rồi Caro xanh cho em luôn 89 mấy chị. À lấy Caro xanh chút giùm em luôn là Caro xanh 89.000 nha. Chị nào lấy Caro xanh chút Caro xanh cho em luôn 89. Đi cha hết miếng còn một miếng luôn. Nó 2% là nó tắt luôn. Rồi Caronu 89 luôn nè cho chị Phan Thúy Hằng. 40 đến 55 cân quay đầu giùm bạn ơi. Caronu Caro xanh luôn, chị nào lấy chốt nha. Rồi caro xanh luôn, chị Phan Thúy Hằng luôn. Cái này đang sale rồi, sale muốn tụt cái quần rồi mấy ché ơi. Được chưa, chưa. Rồi. Cái nào chưa có giá hỏi lại nha. Rồi caro xanh còn bộ luôn nha chị Thảo Phạm Ngọc Phạm nè.
Rồi em còn một bộ caro nữa là em hết luôn, chị nào lấy chốt nha. Cái bộ này phải có. Có chứ trời, xỉu quá. Bây giờ không thấy cái xíu đâu. Rồi em còn một bộ Karonu nữa, chị nào lấy chốt nha, 89 ngàn. Chốt đơn dùng hai cái cho bên em đi đơn với mấy chị ơi. Đây Karonu nè, thả thùng đóng thùng gì cũng được á mấy chị. Còn bộ 89 ha, chị nào lấy chốt luôn dùm em cho nó hết mẫu luôn. 40-55 cân quay đầu nha. Rồi cái này chốt dùm em nha. Rồi cái bộ hồng này cho em luôn 99 nè. Chị nào lấy hồng 99 chút dùm em luôn, hồng 99. Rồi sẽ đóng tarot 80 luôn cho bé Dung nè. Rồi em bỏ đỡ vô, ngày mai là xếp đơn đi bài bản cho mấy chị nha, không có để tồn rùm lao gì được đâu nha mấy chị, yên tâm nha. Rồi hồng này cho em luôn mấy chị 99 ngàn, Barbie doll này dễ thương không. Rồi hồng cho em luôn 99 mấy chị, 40 cho đến 57 cân mang được. Ôi hồng 99 này quá cưng luôn mấy chị ơi. Rồi hồng 99 này luôn nha chị Nguyễn Phương. Mấy cái bộ này mấy chị mang thoải mái lắm. Mùa hè nữa là bộ này là y bài luôn á. Rồi hồng 99 hết rồi, như còn bộ màu còn bộ màu bò nè. À cái bò 99 giúp bò 99 giùm em nè. Đưa cái bộ nu ra đây cho em. Dùng cái bộ nu ra đây. Nu caro á. Rồi bò cho em luôn 99 còn bộ nha. Chị nào lấy bò 99 giúp bò 99 giùm em, mấy chị còn bộ nè 40-55 cân. À lấy bò chút bò còn bộ bò nè. Rồi Karonu 89 nha chị. Karonu 89 luôn nha chị, xuyến liễu nè. Ba hộp của Trang 3D luôn cho phận bạc này ghé lấy sao bà ơi, đơn cũ lấy chưa. Rồi bò này 99 luôn nè cho chị Thảo Ngọc Phạm nè. Phần bạc này đơn cũ lấy chưa tình yêu ơi. Rồi Karonu 89 luôn nha chị Hạnh Đặng, hay bỏ vô rổ đi. Thôi còn bộ nu cuối cùng luôn. Coi là sách ống mà ok bà. Ok luôn, ok. Đợi tôi tí. Lấy rồi hả, ok bà nha. Hạnh Đặng 89 ok ghé nè. Thích ống mà, sẽ ống caro đúng không? Ống caro này 80 ngàn thôi. Ôi dễ thương lắm luôn á mấy chị. Áo của chị kéo bài bản luôn cho mấy bà luôn, xịn luôn nè. Bộ nu 115 rồi nè. Nu 115 ở dưới nè. Bộ đang mang nè. Rồi caro này cho em luôn 80 mấy chị với 55 cân. À lấy caro 80 chú ra. Caro 80 giùm em nha, 40-55 cân nha. Ê có bộ dây đó trên cây có không ta? Một áo một quần có túi đẹp lắm bà ơi. Rồi caro cho em luôn nha, áo ống 80, lấy caro cho caro 80. Rồi set ống đen giùm em luôn 80 nè. Ô đen này vip luôn á. Rồi ống đen cho em luôn 80 luôn, chị nào lấy chốt với chị. Một đen có mút ngực này, dây kéo phía sau này vip luôn. Còn hai bộ em xem luôn đi. Rồi lên cho em luôn là ống đen mấy chị ha, 80 luôn. Bò đó 99, caro 80 cho Nguyễn Thị Hiền là lên số đấy bạn ơi. Mới đây cho em, đưa lái. Nguyễn Thị Hiền nè, có số rồi nè. À, rồi em coi đâu rồi. Caro 80 luôn nha chị Nguyễn Nguyễn nè. Nè mấy chị, hàng nè. Toàn đặt hết rồi mà cái chốt đơn được đâu. Bây giờ phải ngồi xả về nè mấy chị. Cùng chị Hoa nè. Hồng Hoa đưa đây đi. Caro 80 luôn nha Nguyễn Chi Bi nè. Khổ lắm chứ mấy chị thấy không, đơn nào cũng có bill hết rồi mấy chị thấy không. Đó mua hàng chốt đơn có được đâu. Rồi caro 80 em Nhi còn đúng một bộ trên cây nữa là em Nhi hết luôn nha. Rồi vớ này em còn nợ đơn cho chị nào thì lấy mấy chị ơi, 10 đôi 65 ngàn nè. Siêu dày dặn cho mấy chị luôn. Caro 89 ông Việt GB có rồi nha. Rồi lên cho em mua xích vớ mấy chị 10 đôi 65 ngàn cực kỳ dày dặn luôn. Lên cho em vớ 65 kèm số nha mấy chị. Vớ 65 kèm số cho em Nhi luôn. Em gửi bên CNT phát nhanh nha mấy chị ha. Rồi vớ 10 đôi cho em luôn 65 ngàn mấy chị. Trời ơi xài bao rẻ luôn. Tính đang có 6 ngàn rưỡi một đôi thôi. Vớ 10 đôi 65 chị nào lấy chút đơn cho em nha.
Xếp ống đen nó đẹp quá trời, chị không lấy ha. Rồi xanh đen lụa này cho em luôn 69 ngàn mấy chị, chốt xanh đen 69 nè. Rồi xanh đen cho em luôn 69 mấy chị, 40-57 cân ha, chốt xanh đen 69 giùm em nha. À lấy xanh đen, chốt xanh đen 69 nè, 40-57 cân mấy chị, chốt xanh đen 69. Hồi nãy vớ có 2-3 người chưa bỏ nè. Đúng rồi, bỏ vô luôn đi. À lấy vớ chút vớ luôn mấy chị. Cái này sao, Tố Nguyên có đơn rồi bỏ qua. Còn vớ gấu kia sao? Vớ gấu nó vừa cái gì trời, vớ gấu 2-3 người mà nói vậy. Đập á, đập á nè. Rồi đang ngủ cảm ứng giùm em luôn 35 ngàn nè. Chị nào đó đang ngủ 35, chú đang ngủ 35 giùm em á, chị siêu đẹp luôn. Phụ trang 3D con nít có luôn nha bạn ơi, bao nhiêu tuổi? 3D con nít là từ 4 cho tới 8 tuổi có. Một hộp 50 cái 45 ngàn. Rồi đang ngủ con vịt con cái mấy chị 35 ngàn, đang ngủ cảm ơn. Sáng là tự tắt mà tối là tự sáng, tự ngắt điện cho mấy chị luôn, còn có cái duy nhất à. Rồi đang vịt giùm em luôn 35 ngàn, chị nào lấy chút đơn nha. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, có số điện thoại luôn á, phải có bấm á. Rồi môn này cho em luôn á chị, 109 ha. Cái này là Barbie doll chăn váy có quần. Rồi môn này cho em luôn á chị, 109.57 cân này, chị nói lấy môn chút môn cho em nè. Môn Barbie doll này siêu đẹp luôn á chị, 109 nha. Rồi cái tít đuổi này giùm em luôn á chị ơi, ba lỗ nó mát rầm rầm luôn á chị, rầm rầm. 4 tuổi có luôn người chị Vy ơi, với luôn Nguyễn Thị Hiền một xế này, có đơn một này. 65 nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị, đuổi xanh giùm em luôn 99 mấy chị, dưới 60 cân. Đuổi xanh cho em luôn 99 với 60 cân nha. Rồi, môn 109 luôn nha chị, kỳ đổ kỳ duyên là ok chị nè, em có đơn nè. Rồi em có cái trắng amotin chị ơi, cái trắng nó đang rầm rộ quá trời đó. Rồi xanh đen là 69 ngàn nha chị, hết út ơi. Xanh đen gen là 69 chị lấy thì chốt giùm em xanh đen 69 kèm số điện thoại nha. Rồi ai lấy bộ đuổi ba lỗ này chốt nè, trời ơi, bộ này mang nó mát rầm rầm luôn á. Rồi đuổi cho em luôn 99 mấy chị với 57 cân. Rồi vết hồng này em xem mấy chị luôn 85 luôn, giật đơn cho em luôn mấy chị. Rồi môn 109 luôn á chị, Trần Mỹ Duyên nãy có luôn. Không nhớ nội cho mình. Ủa môn 109 gì Trần thì Trần Mỹ Duyên nãy có môn 1 rồi mà đây ta nè, đây nè. Không, cái này là Đỗ Kỳ Duyên, Trần Mỹ Duyên nãy có rồi. Coi thử có phải bộ môn hay bộ gì, y chang như vậy đó. Nãy nhớ chị đọc rồi mà không biết cái màu gì thôi. Rồi xếp vé này cho em luôn 85 ngàn, 40-55 cân nha. Có chưa? Đúng không? Trời ơi chưa, Trần Mỹ Duyên môn 109 nó chốt đơn rồi chị. Lấy bộ khác đi chị, nãy chị đặt rồi mà. Rồi vest này, vest hồng này cho em luôn mấy chị ơi, 85 ngàn có bộ à. Chân váy này có quần trong mấy chị, em xe luôn 85 luôn. Rồi vest hồng này cho em luôn 85 ngàn mấy chị, 40-55 cân nha. Chị nào lấy vest hồng chút vest hồng giùm em này, có bộ 1 thôi. 85 ngàn chân váy có quần trong. Rồi bộ này em còn đậu mấy chị ơi, đậu giùm em luôn mấy chị 109 nè. Rồi đậu cho em luôn 109 với 57 cân nha. Thì chi bi này của cha ngày mai em ghép lựa luôn giùm chị nha em nha, coi luôn cho nó dễ. Rồi đậu này cho em luôn 109 mấy chị. Rồi đậu cho em luôn 109 với 57 cân này, chút đậu 109 nè. Dễ thương quá trời, dễ thương. Rồi vết hồng này giùm em luôn á chị, chín mơ. Cái này chốt giùm em luôn là vết sang đi. Vết sang này cho em luôn 105. Vết sang 105. Chị nào lấy sang chút sang cho em luôn 105 á chị, dưới 56 cân nha. À lấy sang chút sang giùm em luôn 105 nha. Rồi xếp hoa này cho em luôn 82.000 Barbie doll. À lấy xếp hoa Barbie doll này chốt với chị phía sau có nhúng nè. Rồi hoa này cho em luôn 82.000 với 55 cân nha. Chị nào lấy hoa chốt hoa cho em luôn với chị 82.000 với 55 cân. Có chưa? Rồi nhưng mà nó kèm thêm một bộ không? Rồi biết rồi. Nhớ. Rồi set sơ mi này cân xỉu luôn mấy chị ơi, 105 cho em luôn có bộ à.
Rồi đây cho em luôn là set sơ mi 105 á chị, cái này sơ mi 2 lớp nha. Set sơ mi cho em luôn 105 á chị, 40 đến 55 cân. Rồi đây cho em luôn là set sơ mi 105. 40 đến 55 cân, set sơ mi 105. Hoa 82 luôn nha chị, thẳng hoặc phạm mình có đơn luôn nè. Rồi, bây giờ mấy chị muốn em lên áo lẻ hay là lên bộ dài? Rồi để biết đường em lên mấy chị ha, theo số đông đi. Tại giờ cũng 9 giờ rưỡi rồi. Mấy chị lên áo lẻ hay lên bộ dài? Mọi người ơi, em biết đường em like luôn. Rồi, băng có nhăn cho em luôn mấy chị, 100 miếng mà có 32 ngàn à. Chị nào lấy băng có nhăn thì chốt nha mấy chị nha. 100 miếng mà có 32 ngàn thôi, chị nào lấy băng có nhăn thì chốt, bao rẻ luôn. Cho xem lại bộ đậu hả? Đậu Barbie doll này đúng không? Rồi cái này chốt giùm em luôn là đậu 109 với 57 cân nha. Ai lấy đậu chốt đậu 109 với 57 cân. Chị ơi bộ này dễ thương á. Bộ này hai lớp chị, chân váy có quần trong. Đậu 109, ai lấy đậu chốt đậu 109 dưới 57 cân giùm em nha. Rồi bàn trẻ bé mấy chị 4 ngay 35 ngàn có nắp đậy luôn. Cho em váy nâu thôi chị hả? Cái này là 99 ngàn. Đầm nâu này cho Nhi luôn là 99 ngàn chị ơi. Xe luôn á, dưới 50 cân là mang đẹp nha. Đầm nâu 99 chốt giùm em mấy chị dưới 50 cân. Chị nào lấy thì chốt nha. Đầm nâu 99 dưới 50 cân giùm em. Rồi bàn có nhân 32 luôn cho Hồng Hồng nè. Rồi bàn trẻ bé 4 cây 35 ngàn mấy chị ơi, có nắp đậy sau khi sử dụng luôn. Bàn trẻ bé 4 cây 35 ngàn. Rồi bàn có nhân 32 luôn cho chị Bích Liên Hoàng. Xe like tương tác nhiệt tình giùm em mấy chị, cô sao mà còn nhiều quá mà thời gian nó nhanh hết kia. Đây cho miếng nước đi chứ không mà ngắt ra đây. Lại. Rồi lên cho em luôn cái quần mấy chị ơi, quần ôm mở nè. Rồi set sơ mi 105 luôn nha chị, hát hút lên số điện thoại cho em chị ơi. Chị hát hút này chị có lấy cái bộ xanh 69 này không vợ? Rồi xanh này cho em luôn 69 mấy chị, lụa mặt nhà siêu mát luôn nè. Rồi xanh cho em luôn 69 mấy chị ha, 40 cho đến 56 cân. Chị nào lấy xanh 69 thì chốt nè. Bàn trẻ bé 35 ngàn 4 cây luôn nha chị, Viner ghé nè. Chị hết út lên số điện thoại giùm em đi mấy chị. Rồi quần ôm mở cho em mấy chị ơi, mặc đầm body VIP, set bộ ôm cho em luôn 50 ngàn. Lên cho em luôn là quần ôm mở 50 kèm số điện thoại nha mọi người. Hết út ghé hả? Lên số. Không biết. Rồi set ống đen 80 luôn nha chị Kiều Thị nè. Còn bàn trẻ bé gái nha. Quần ơi mở bụng giùm em luôn 50 ngàn một quần thôi. Xương xương mấy chị ra ngoài mấy chị mua cũng trăm mấy. Bàn trẻ bé 35 thôi. Quần ơi mở bụng cho em luôn 50 nè mấy chị ơi. Rồi bàn trẻ lan can 5 ngàn một cây cho em luôn. Mấy chị bàn trẻ người lớn nha. Lông siêu mềm luôn, sạch cực em. Áo khoác màu đỏ số 9 còn không chế hết rồi em ơi. Áo khoác hồi trưa làm gì còn mẫu khác. Rồi đầm nâu 99 luôn nha chị Giao Phụng nè. Chị bé 35 hả? Hoa mông. Qua bên kia bóc giùm em. Thôi để em đi qua em bóc. Đồ em bóc. Rồi bàn chải thân tre giùm em luôn 5 ngàn một cây. Chị nào lấy bàn chải thân tre thì chốt giùm em nha mọi người ơi. Có 5 ngàn một cây thôi. Xài cực kỳ mềm mà sướng luôn á mấy chị. Rồi bàn chải thân tre 5 ngàn một cây ha. Chị nào lấy máy tre thì mấy chị lấy. Rồi sắc thơm giùm em luôn 29 ngàn. Rồi quần ôm mở bụng 50 luôn cho Trinh Trinh này ghé lấy nè. Rồi hộp chỉ luôn 35 luôn cho chị Viner nè. Giao Phụng nè. Nè Giao Phụng đó, cái đầm đó đó. Hộp chỉ của chị Viner bỏ vô rổ đi. Rồi sắc thơm nội địa mấy chị cực kỳ thơm. Tha xuống giùm em lấy hũ kích trắng ai tin lên cho em với bên cái vaseline số dưới này chứ số nào đây nữa trời.
Rồi sát thơm cho em luôn 29.000 nội địa mấy chị, thơm má cháy luôn. Mấy bữa nay em bán cái này em nói thiệt với mấy chị luôn, bán mà bán cháy hàng luôn mấy chị. Chắc chắn là mua tin đó bên cái dự thể đó. Đó đó đó, đó đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Hồi có áo mưa mới về tối hồi chiều ở đâu. Có áo mưa tụi nó để đâu. Lấy một cái mưa này. Rồi sát thơm nội địa giùm em luôn 29.000 ha, lấy 4-5 cục sát thơm lên đây chốt luôn. Đó tới giờ đó. Rồi sát thơm nội địa 29.000 chị nào đấy chốt nghe, nó thơm cực kỳ luôn mấy chị ơi, em nói thiệt. Xài mê luôn á. Em đem mấy cái linh tinh này nữa đi rồi em đem mấy chị mấy cái bộ đùi với mấy áo nữa nha. Rồi sát thơm 29 cho Bích Ngọc nè. Rồi sát thơm 29 luôn cho chị Ngọc Tài. Sát thơm 29.000 cho em nói thiệt cho mọi người luôn, nó thơm giả man. Mình bỏ trong phòng khách nè, tủ quần áo này này nọ đều được nha mấy chị ha. Phòng vệ sinh, phòng tắm đều được, nó thơm lắm. Rồi sát thơm 29 chút đơn giùm em mấy chế ơi. Em ở 59 Đức Linh Bình Thuận nha chị. Nói chung là mấy chị mua ở đâu em cũng tiếp được ha. Rồi chế nào lấy sát thơm chút sát thơm 29.000 kèm số điện thoại giùm em. Sát thơm 29.000 nó thơm giả man thơm cho mấy chế luôn. Rồi ai lấy sát thơm chút sát thơm đi mấy chị, để trong phòng đồ này kia ha, bao ok xài luôn mấy bà ơi. Rồi sát thơm 29.000 kèm số điện thoại chút đơn cho em Nhi nha. Mùi thơm đê mê luôn á. Rồi hai hộp ok chị Bích Ngọc này, bỏ trong phòng khách phòng đồ gì cũng được chị ơi. Hết giả măng hết luôn, có 29.000 mấy chị xài được 3 tháng không hết. Rồi lấy sắc thơm nữa chốt mấy chị. Rồi cái trắng ao mua tinh mấy chị, cái này hũ lớn nha, 250g mấy chị ha, 50.000. Rồi lên cho em luôn là kích trắng 50.000. Lấy 6 hộp sắc thơm. Ok. 7 hộp sắc thơm. Còn 2 hộp kim chỉ đây. Rồi một sắc thơm 2 bàn chải luôn nha chị Lương Thị Phương, ok chị nha. Các bạn chải chưa còn xong rồi tới giờ. Rồi kích trắng Amotin giùm em luôn á chị. Kích trắng Amotin 50.000 giùm em nha mọi người. Ê nó bị sao nữa bà ơi. Không lên đi không gì. Nó bị không biết có. Nè một sắc thơm này, hai bàn chải nè. Rồi một sắc thơm luôn nha chị Trần Mỹ Duyên. Coi hỏi nó có cắn không? Có, vậy nó bị ma nè. Nè. Rồi kích trắng Amutin mấy chị ha, trộn với body. Hoặc là chị mà da ngâm đen quá thì xài luôn cho em cũng được. Bôi trực tiếp luôn. Rồi 50.000 một hũ giùm em nha mấy chị ha. Kích trắng 50 mấy chị kèm số họ chút đơn giùm em. Em hả chị, con của Tường Liên buôn cá đó chị. Gần cây xăng 59 à. Gì vậy? Gì cái bạc kia? Cho nhạy giá con. Số bao nhiêu cục mà có 29 ngàn. Rồi chị nào lấy bàn chải thang tre nó chốt thêm dùm em mấy chị, 5.000 một cây nha. Mua đem kèm theo đi, cái bàn chải đó mấy chị xài thích. Bàn chải thang tre có 5.000 cây thôi. Rồi đi vô chơi đi. Rồi lên mấy chị luôn cái con thú đó mấy chị ơi, thả bồn cầu nè. Viêm đồ này kia các kiểu mấy chị, kháng khuẩn đồ vô tư dùm em. Một cái con thú này chỉ có 35.000 thôi. Nhưng mà mấy chị xài có thể được 2 tháng. Kháng khuẩn kháng viêm nha chị ha. Cắt nắp này cho em bỏ vô cái khung nước phía sau, tự tan ra, bấm dội, tự dội xuống luôn mấy chị, không cần tẩy viêm. Một hũ này mấy chị xài được 2 tháng cho em, kháng viêm kháng khuẩn nha mấy chị nha. Rồi lên cho em luôn con thú 35.000 chốt đơn. Thú 35.000 chốt đơn cho em luôn mấy chị, một con thú 35.000 mấy chị xài được 2 tháng. Hai bằng chải luôn cho bé vô mô kênh là. Rồi lên cho mấy chị luôn cái ly giữ nhiệt nè mọi người, 95.000 nè. Nóng lạnh rồi là bao xài cho mấy chị luôn nha. Thôi rồi đợi xíu. Đợi xíu. Em lấy dây dài 65 nhé. Ủa là sao ba? Em lấy dây dài 65 là sao tình yêu ơi? Rồi chị ăn bảo nè, một sắc thơm với hai bằng chả. Chị ăn bảo lên số giùm em chị đẹp ơi. Bộ đang mang rồi chị, bộ đang mang còn màu vàng, màu nâu với màu trắng nha chị đẹp. 115.000 thôi. Rồi lên cho em uống ly giữ nhiệt mấy chị, nóng lạnh vip luôn, 95.000 cho em mọi người ơi. Đó kèm cho mấy chị luôn cái ống hút này, cái đồ rửa ống hút cho mấy chị nữa nè.
Rồi ly giữ nhiệt cho em luôn 95 ngàn, chị nào nó chốt ha, nóng lạnh bao xài cao cấp luôn. Bỏ cục đá hôm nay sáng mai vẫn còn lạnh cho mọi người luôn. Cái này em bán lâu lắm rồi. Em bán từ năm này qua năm kia rồi mấy chị. Cái này là bao chất lượng cho mấy chị luôn. Ha. Rồi ly giữ nhiệt 95 kèm số điện thoại cho em Nhi nha. Kèm ống mút nè, cây cọ rửa ống mút cho mấy chị luôn nè. Rồi bình giữ nhiệt cho em luôn. Ông bình ly giữ nhiệt 95 ngàn. An Bảo lên số chị An Bảo ơi. Rồi cái này chốt giùm em luôn nè chị ơi, nâu 115. Rồi cái này chốt giùm em, An Bảo lên số rồi, rồi ok chị nha. Rồi cái này chốt giùm em luôn là nâu 115. Đẹp chưa? Nhớ giày là cái gì ta? Rồi bộ vàng đang mang luôn cho chị, hốt tắc liệt gì nè. Chị mai chẳng rồi, đơn chị chốt rồi là đi rồi đó chị. Nhớ giày là cái gì vậy bà ơi, chết đi. Tôi không biết luôn á. Rồi bộ đang mang vàng 115 nè. Bộ chị mặc màu xanh dây còn không? Dây nào trời. Rồi nâu cho em luôn 115 nè. Chị nào lấy nâu chút nâu 115 cho em ha. Toàn hỏi lại không biết cái đường nào trả lời luôn. Rồi bộ đang mang nâu 115 mấy chị. Rồi trắng này cho em luôn 115 nha. Chị nào lấy trắng chút trắng ha. Bộ đang mang còn đúng bộ vàng nữa. Rồi bộ đang mang có 3 màu mấy chị. Màu nâu, màu trắng, màu vàng 115. Chị nào lấy chốn ha, chị thương lắm luôn á. Ôi bộ đang mang cưng lắm mấy chị ơi. Nào quần hai bên có túi nè, siêu cưng nè. Ở sắc tên mấy chưa? Chưa. Đẹp lắm luôn á. Lấy bộ vàng chị nha, là 115. Đi vô đây 115 nha. Rồi yếm riêu nè, yếm riêu mấy chị em xả luôn 50 ngàn nè. Chị nào lấy yếm riêu chút giùm em luôn, yếm riêu 50 ngàn nha mấy chị ha. Yếm riêu 50 ngàn, coi kia siêu đẹp luôn, yếm riêu 50. Yếm riêu cho em luôn 50, chị nào lấy chốt với chị ha. Yếm riêu 50, 40-55 cân nè. Rồi bộ đang mang màu nâu nè, 115 luôn cho chị Loan Trần nè. Chốt đơn thêm đi hàng giùm em chế ơi. Rồi set Tommy này cho em luôn 105. Rồi set sơ mi này cho em luôn 105. Chị nào lấy chú nha mấy chị, quần có túi đẹp lắm. Sơ mi hai lớp. Rồi sơ mi cho em luôn 105 nha, 40-55 cân. Rồi lên cho em luôn là set 105 đi mấy chị. Có một bộ này sơ mi hai lớp nè. Rồi set 105 giùm em mấy chị. Lúc đầu hết rồi còn đâu. Trời ơi bộ nó bán không đủ bán mà. Rồi xanh này cho em luôn 65 ngàn mấy chị. Xếp xanh này cho em luôn 65 nè. Chân váy có quần trong giùm em, áo ba lỗ mấy chị siêu cân luôn. Rồi xanh cho em luôn mấy chị ơi, 65 ngàn thôi, có bộ này. Xanh 65 mấy chị, 40-55 cân nha. Chị nào nó xanh giống xanh 65. Rồi bộ hồng này cho em luôn 115 mấy chị siêu cân luôn. Hồng cánh tiên, ông quên, hồng tây phòng. Rồi hồng cho em luôn 115 mấy chị quần bính này, còn một bộ này. Rồi xếp hồng cho em luôn 115, mang xếp hồng cái gì ạ? Đây không có đâu. Rồi cơm pho xả đồ giùm em luôn mấy chị 25 ngàn một bịch. Cơm pho xả đồ cho em luôn 25 ngàn một bịch thôi mấy chị, 580ml. Bình thường giá đúng của nó là 48 ngàn ha. Nhưng mà em Nhi bán cho mấy chị là 25 ngàn bịch thôi. Chị nào lấy cơm pho xả đồ thì chốt mấy chị 25 ngàn một bịch. Chị nào lấy thì tốt chốt nha mọi người ơi. Rồi thải độc tố cho chân giùm em luôn á chị, còn 2-3 bịch gì đó. Thải độc tố với chị dán cái chân á mọi người trước khi ngủ á. Thải độc tố này giùm em luôn 25 ngàn một bịch luôn, 10 miếng. Không sao đâu. Thải độc tố giùm em luôn 25 ngàn một bịch ha. Chị nào lấy chốn với chị, thải độc tố chân 25 ngàn bịch. Rồi áo mưa này cho em luôn á chị 28 ngàn Honda loại to. Giá thị trường của nó là 45 ngàn. Em như bán cho mọi người luôn 28 ngàn. Chị nào lấy áo mưa chút giùm em luôn áo mưa. Rồi xanh này 65 cho chị Thảo Ngọc Phạm nè. Như để chị cáo ngực không dây màu nu nha. Màu nu đang hết rồi chị, còn màu trắng. Còn màu trắng chị ơi, nu thì vài hôm nữa đi. Con pho 2 bịch luôn cho chị cà rối nè, ok chị nè. Con pho 25 ngàn một bịch. Mấy chị tính là mua 2 bịch em Nhi bằng ra ngoài mấy chị mua 1 bịch á. Rồi, set đen caro cốc ngực 80 cho chị nghe. Ok luôn, hành Nguyễn Phạm Thị nè.
Đây đúng không? Còn đúng bộ cho chị luôn là hết nè. Chị em nào lấy áo mưa thì chốt với chị. Áo mưa hôn đa loại to 45.000 mà em Nhi bán cho mấy chị có 28 đúng không? Có 28.000 thôi. Chị nào lấy áo mưa thì chốt. Nu 80. Để em lấy gì vậy? Để em lấy gì nu 80 vậy ta? Đồ nu trên bàn kìa. Không. Lấy đồ của Doraemon đó. Ủa? Cái nu 80 là gì chị Yến Như ơi? Áo mưa 28 luôn nha chị Bích Liên Hòa. Chị nào lấy áo mưa chút giùm em luôn áo mưa nha, 28 ngàn nha. Một cái hết thôi đúng không? Áo mưa này không đa to mấy chị, 45 thị trường mấy chị mua á, em bán cho mấy chị có 28 ngàn thôi. Vậy nào lấy áo mưa chút cái mưa 28. Nu 80 cái gì vậy trời? Biết đường nào luôn á chị ơi. Rồi bóng mi này cho em luôn mấy chị 29 ngàn ha, còn mấy cái à. Chị nào lấy bóng mi chút giùm em luôn bóng mi 29 nha. Rồi em qua em lấy đồ em lai tiếp cho mấy chị. Rồi bóng mi cho em luôn 29 ngàn. Chị nào lấy bóng mi chút giùm em luôn bóng mi 29. Rồi một bịch xả đồ nè 25 luôn chị Hồng Hồng. Cho chị coi tết xanh kêu với Nhi. Xanh này hả chị? Rồi xanh đuổi này 99 ngàn dùm em nha. Chắc đuổi ba lỗ hai like nè. Rồi xanh này cho em luôn 99 với chị với 57 cân nha. Chị nói lấy xanh 99 thì chốt chị. Cái này xếp đuổi mát hay lắm luôn. Rồi bộ hồng này cho em luôn 99 ngàn. Chị nào lấy chốt với chị ơi. Cái này ống suông lây bầu nè. Rồi bộ hồng này em xem với chị luôn 99 ngàn. Chị hết rút mà chị cùng mên cái gì đó. Em đọc không ra luôn chị ơi. Sobi là gì chị? Sao không biết đường chốt. Rồi hồng này cho em luôn 99 ngàn mấy chị ơi, xích dài nha mấy chị ha. Quần ống suông giùm em luôn có túi mấy chị lai bầu nè. Trời ơi mã này em sale 99 ngàn rẻ bèo luôn, chắc đẹp lắm. Rồi hồng cho em luôn 99 mấy chị với 57 cân nha. À lấy hồng chút hồng cho em luôn 99 ngàn nè. Áo ngực không cho em màu đu em đăng hết rồi chị ơi, còn màu trắng thôi. Rồi xanh này cho em luôn 99 với chị 40 đến 55 cân. Chị nào lấy xanh chút xanh cho em luôn 99 ngàn mấy chị, xích loe nè. Xanh mạ nha mấy chị ha. Rồi chị nào lấy xanh chút xanh cho em luôn 99 ngàn mấy chị, xích loe dài xanh xanh mạ. Màu trắng nha. Rồi dây ngực màu trắng Yến như Yến Thư 65. Còn mỗi trắng. Rồi set sơ mi 105 cho chị hết út là lựa thêm đơn giùm em chế ơi. Rồi xanh cho em luôn 99 mấy chị 40 đến 55 cân ha. Rồi thiết kế đen em còn bộ mấy chị trăm. Thiết kế đen cho em luôn trăm mấy chị 40 đến 55 cân ha. Chị nào lấy thiết kế đen chút giùm em luôn thiết kế đen trăm nè. Bộ dài có túi giùm em mấy chị 40 đến 55 cân. Rồi chị nào lấy thiết kế đen thì chốt mấy chị 40 đến 55 cân nha. Thiết kế đen trăm.
Rồi ngố vịt này cho em luôn 50.000 mấy chị bộ lũng này. Rồi vịt này cho em luôn 50 mấy chị 40 đến 55 cân nha. Chị nào lấy vịt chút giùm em luôn vịt 50. 40 đến 55 cân giùm em nè. Chị nào lấy vịt chút vịt 50. Cái gì? Tên gì? Hả? Con chui đi. Còn chưa? Nó để đâu không? Đây nè, vô đây coi hả? Chị có nó ghé không? Không đúng không? Chị không có nó ghé đúng không? Coi đâu trong đây nè, hai cái chồng đó. Rồi ngố thái này cho em luôn 70 với chị với 57 cân. Chị nào lấy thái 70 chút giùm em luôn thái 70 với chị dưới 57 cân ha. Cái này ngố lẫn thái nha. Rồi ai lấy thái chút thái giùm em luôn 75 với chị với 57 cân nè. Thái lẫn có túi. Rồi vịt 50 luôn nha, xin tớ bơ. Một đó chứ một đâu nữa. Không có là trưa nhớ có đó. Rồi đằng xu này cho em luôn 50 với chị với 55 cân nè. Chị nào lấy đằng xu chút giùm em luôn đằng xu 50 ha, dưới 55 cân nha. Gì vậy? Rồi đầm xuông này cho em luôn 50 với chị Thái 70 cho chị Nguyễn Tina nè. Rồi xuông này cho em luôn 50 ha. Chị nói lấy xuông chút xuông 50 giùm em nha. 40 đến 55 cân nha mấy tình yêu ơi. Rồi chế nào lấy đầm xuông chút đầm xuông 50. 40 đến 55 cân. Rồi đầm xuông cho em luôn 50 ha. Ai lấy xuông chút xuông 50. Rồi chị xé cả trong mày giùm em luôn mấy chị ơi. Chị xé nè em còn màu đen nè. Rồi chị xé em còn màu đen mấy chị 15.000. Chị nào lấy chị xé chút xì xé giùm em luôn mấy chị màu đen nha. 15.000 cho em Nhi luôn. Ai lấy chị xé thì trốn mấy chị. Này kẻ trong mày đẹp lắm. Chị xé em còn màu đen mấy chị 15.000 nha. Rồi thiết kế cam này cho em luôn 100 với chị 40 đến 55 cân. Rồi chị nào lấy thiết kế cam này chốt giùm em với chị ha. Bộ dài có túi nha. Bộ này xịn lắm luôn á. Rồi thiết kế cam cho em luôn 100 với chị 40 đến 55 cân nè. Ai đã thiết kế cam chốt giùm em một thiết kế cam này. Rồi lụa dài này cho em luôn 90.000. Ai lấy lụa đen chút giùm em luôn lụa đen 90 mấy chị ha, bộ dài này dưới 55 cân nha. Rồi lụa đen cho em luôn 90 với 55 cân. Rồi bấm mi nè 29 luôn cho bé bé Dung nè. Đưa mấy cái bịch nè. Dục mấy cái bịch qua đây hả? Cái bộ xanh bao nhiêu đây? Này nó là lỗ này cái bill này nó nè. Ok không rớt. Rồi chị nào lấy lụa đen chút lụa đen nha mấy chị ha, 90.000 nha. 40 đến 55 cân giùm em ha, chút đen giùm em luôn 90. Đi giá cho đây. 29 đi luôn. Cái xanh lên bao lỗ này bao nhiêu? 65. Rồi bộ loan này cho em luôn mấy chị, loan này em xả luôn bộ dài 45.000 nè, ống suông nè. Rồi loan này cho em luôn 45 mấy chị bộ dài nha, còn cá xe luôn 45.000. Rồi loan với chị ống suông với chị áo nè 45.000 nè. Chị nào đấy loan chứ mà loan 45 nè. Rồi xích loe này cho em luôn 80 với chị loe hồng 80. Rồi loe hồng cho em luôn 80 với chị 40 đến 55 cân nha. Chị nào lấy loe hồng chút loe hồng 80 giùm em ha.
hồng 80 luôn nha chị Loan Trần nè. Nghe 80 luôn. Rồi cái này em chốt luôn cho mấy chị luôn, mấy chị ngố già 75. Ngố già ống ôm cho em luôn 75, mấy chị chút vàng 75, mấy chị 40 đến 55 cân nha. Rồi ngố già ống ôm mấy chị vàng 75 nè. Rồi chút vàng 75 mấy chị ngố già ống ôm 40 đến 55 cân ha. Đó đấy vàng chút vàng. Rồi tiếp giùm em luôn mấy chị ha, mộ vịt này siêu cân luôn mấy chị, lụa vịt cho em luôn 70. Rồi lụa vịt này cho em luôn 70 ha, chốt lụa vịt 70 giùm em mấy chị ơi, dưới 56 cân lụa vịt nha. Chắc lụa bao mát 70 ha. Rồi ngố dài nè. Ngố dài 75 luôn cho chị Hana Trần nè, ngố dài 75 đi luôn. Rồi đợi xíu em lấy em bộ dài em xem coi. Rồi bộ lê hồng em còn bộ nữa nè. Lê hồng mình ở đây. Rồi lê hồng 80 chị Ngọc Trân còn bộ nè. Rồi lụa vịt 70 luôn chị Hana Trần. Đây ghi vô luôn. Rồi cho xem xích hồng sau hả. Hồng mua em hồng đi hả. Rồi vết hồng này giùm em luôn 105 này chị nào đó chốt nha, một xếp duy nhất thôi dễ thương lắm. Vết hồng cho em luôn 105 mấy chị 40 đến 55 cân. Chị nào lấy vết hồng chốt vết hồng nha mấy chị nha. 105 ngàn mấy chị 40 đến 55 cân. À lấy vết hồng chốt vết hồng nè. Tiếp bộ già mấy chị ơi, sale vài chục thôi mọi người. Rồi cái này chốt giùm em luôn mấy chị vịt 75 luôn ngố dài nè. Chị nào lấy vịt chút vịt 75 giùm em mấy chị, phải vịt không? Con gì đây? Con chuột hả? Con chuột con vịt luôn. Rồi vịt ngối dài cho em luôn 75. Chế nào lấy vịt chút vịt mấy chị ha, quần ôm. Áo vuông rộng 40 đến 55 cân. Rồi lấy vịt chút vịt 75 cho em Nhi nè. Rồi dâu này đẹp lắm mấy chị, nó dễ thương cực kỳ luôn á. Rồi dâu ống suông mấy chị, cân chưa 75 ngàn luôn. Đẹp lắm mấy chị, phôn thoải mái luôn nè. Rồi dâu cho em luôn 75 chút đơn luôn mấy chị, chắc cực kỳ mát luôn nha, thơm đẹp lắm. Cái này hàng trăm mấy hết đó mấy bà. Giờ sale đại luôn 75 ngàn á, mỗi thứ còn một hai bộ thôi. Rồi dâu cho em luôn 75 nha. À lấy dâu chút dâu 75 giùm em dưới 57 cân. Rồi chị nào lấy dâu chút dâu. Rồi vạt cam mấy chị, cam ngố dài vịt theo. Chị nào lấy cam chút cam 75 nha. Rồi cam cho em luôn 75 mấy chị, vịt theo ngố dài 40 đến 55 cân. Ai lấy mã cam 75 chút cam 75 cho em luôn. Rồi bộ đen thể thao này giùm em luôn mấy chị ơi, đen thể thao. Có túi nha mấy chị ha, có bo phía dưới nha. Và em quần có cổ nè. Rồi thể thao đen này cho em luôn 95 ngàn luôn mấy chị. Áo có cổ, quần có bao, có túi. Rồi mã đen này cho em luôn 95 nghìn. Thể thao đen nè. Chị nào lấy đen 95, chúng đen 95 giùm em nè. 40 đến 55 cân. Thể thao đen mấy chị có cổ, có túi giùm em ha. Chốt đơn hai cái bên em đi đơn mấy chị ơi. Rồi cái này chốt giùm em mấy chị, đẹp chưa? Rồi lê trắng mấy chị lên cho em luôn là mã lê trắng 75 ngàn, chất này mang cực kỳ mát luôn. Bỏ ngố dài cho chị là sao chị? Rồi lê trắng này cho em luôn 75 ngàn mấy chị ơi, sẽ tà phía trước nè, quần lê nè, 75 ngàn luôn đi. Rồi bộ lê trắng này cho em luôn 75 mấy chị ha, chất này mang mát lắm. Rồi lê trắng cho em luôn 75 mấy chị, 40 đến 55 cân. 57 đều mang được luôn. Thể thao đen 95 cho hồng hồng nè. Rồi chốt lê trắng giùm em luôn 75 mấy chị, bộ già siêu đẹp nè.
Lê trắng, lê trắng. Đơn chốt rồi là đi rồi, chị đơn chưa chốt là chưa đi giùm em nha. Chứ còn hỏi đơn chốt là em không biết đâu chị ơi. Em đâu có biết chốt, mấy đứa nó làm em đâu biết. Nói chung là nếu mà gọi điện cho chị rồi là đi rồi, mà chưa gọi điện là chưa đi. Rồi cam 75 luôn nè, ngúa con vịt nè, Thúy Nga nè. Chị Hana Trần ơi, bỏ ngúa già là sao chị em biết đường nè chị ơi. Khuya tối rồi. Rồi lê đen cho em luôn 75 ngàn ha. Chúc mã lê đen 75 nè. Cái chắc quả này mấy chị mang cực kỳ mát luôn. Rồi chị nào lấy lê đen, chúc lê đen cho em luôn 75 ngàn mấy chị ha, VIP luôn. Vịt hả? Vịt 75 hả? Ừ, cam nó 75 á. Chắc này mang cực kỳ mát luôn mấy chị. Lê trắng lê đen cho em luôn 75 ngàn. Chốt đơn hai cái bất kỳ cho bên em đi đơn nha mấy chị ha. Đừng đặt cái ra nha mấy bà, chết luôn. Sao vậy chị đặt sao mà hủy vậy chị? Chị bấm bằng phím hay sao vậy? Nè người ta này vàng 75, vàng 75, vàng 75 quá trời nè. Rồi bây giờ kia xả ra là sao chị ơi? Mua hàng chắc chắn giùm em đi. Bỏ cái đơn vàng dài 75 qua cho chị Nguyễn Tina. Mệt người quá, đã khuya đã tối rồi, mua hàng chắc chắn giùm em đi. Rồi xanh này cho em luôn 75 ngàn ha. Chị nào lấy xanh cứ xanh 75 á chị, múa dài nè. Xanh 75 với chị 40-55 cân với chị, hai con vịt theo nha. Chị nào lấy xanh chút xanh cho em luôn 75 với chị. Xanh 75 múa dài nè, 40-55 cân. Ai lấy xanh chút xanh giùm em luôn 75. Rồi bộ cam này siêu cân luôn mấy chị ơi, dây rút hai bên nè. Rồi cam này cho em luôn mấy chị, mã cam này, bộ này là bộ loe nha, siêu đẹp luôn. Rồi cam cho em luôn 95 mấy chị, loe rút dây. Cam cho em luôn 95 mấy chị, 40-55 cân nha. Rồi chế nào đấy cam, chút cam giùm em luôn mấy chị ơi. Bộ lê dài rút dây nè. Rồi cam cho em luôn 95 mấy chị, 40-55 cân. Chị nào đấy cam chứ mà cam 95. Rồi chút tóc con này cho em luôn mấy chị, 25 ngàn một cây. Chút tóc con 25 ngàn một cây ha. Chị nào đấy chút tóc con thì chốt nha. Rồi chuốt tóc con giùm em luôn 25 ngàn một cây này, chị nào lấy chốt nè mấy chế ơi. Rồi che khuyết điểm này giùm em luôn mấy chị, che khuyết điểm che hình xăm giùm em luôn mấy chị, 29 ngàn luôn đi. Rồi che khuyết điểm che hình xăm giùm em luôn 29 ngàn này, chị nào lấy chốt nè. Rồi cam 95 luôn chị Ngọc Dầu này, vô sau là lựa đơn cho đủ đơn đi hàng giùm em nha chứ đẹp. Rồi che khuyết điểm giùm em luôn 29 ngàn này, chị nào lấy chốt nha. Một cân nhả đơn 95. Rồi che khuyết điểm cho em luôn mấy chị 29 ngàn. Rồi kẻ mất nước giùm em luôn mấy chị, kẻ mất nước 35 ngàn cho mọi người luôn. Chích chích mít trời. Cái mà. Rồi kẻ mất nước giùm em luôn 35 ngàn mấy chị ơi, kẻ mất nước bồ câu như này nè. Đó. Chị nào đó kẻ mất nước thì chốt nha mấy chị ha, 35 ngàn cho em ha. Chú tóc con 25 luôn cho chị Lương Thị Phương. Rồi chế nào lấy cái kẻ mất nước thì chốt với chị, em xe luôn 35 đi còn hai cây. Kẻ mất nước cho em luôn 35 ngàn ha. Rồi mascara xịn này cho em luôn 69 luôn. Chị nào đi mascara chút giùm em luôn mascara 69 nha mọi người, mascara 69 ngàn. Mascara 69 ngàn, chị nào đi mascara thì chốt với chị 69. 25. Rồi dung dịch Hana giùm em luôn mấy chị 69 ngàn chai. Dung dịch Hana cho em luôn 69 ngàn chai. Chị nào lấy dung dịch Hana thì chú giùm em mấy chị 69 ngàn ha. Viêm nóng ngứa cho mấy chị đều xài được hết. Rồi dung dịch 69 kèm số hỏi chút đơn mấy chị ơi. Dung dịch 69 ngàn.
Rồi cái phấn mắt này em còn đúng một hộp nên em xe cho mọi người luôn 45. Phấn mắt này nó có nhũ nha mấy chị ha, xe luôn 45 còn đúng một hộp thôi. 10 ô nha. Rồi phấn mắt này cho em luôn 45 ngàn mấy chị, có nhũ còn đúng một hộp nè. Chị nào lấy phấn mắt trước giùm em luôn phấn mắt nha, 45 nghìn nha. Phấn mắt 45 một hũ duy nhất. Có nhũ trong đây nữa mấy chị, có nhũ. Rồi bộ cọ này giùm em luôn 35 ngàn mấy chị, 7 cây. Rồi chị nào lấy bộ cọ chút giùm em luôn bộ cọ nha. Rồi bộ cọ giùm em mấy chị 2, 4, 6, 7 cây. Rồi bộ cọ giùm em luôn 7 cây mấy chị, có hộp luôn 35 ngàn. À lấy bộ cọ chút giùm em luôn bộ cọ nha, 7 cây 35 ngàn. Chị nào lấy bộ cọ chút bộ cọ nè. Rồi mẫu đang mang mấy chị em còn nâu 115. Chị nào lấy nâu chút nâu 115 ha, bộ đang mang chị nào lấy chốt nha, siêu dễ thương luôn. Rồi nâu 115 mấy chị 40 đến 55 cân nè. Rồi cái này chốt giùm em luôn là trắng 115. Trắng kem luôn 115 mấy chị 40 đến 55 cân nha. Chị nào lấy trắng chút trắng 115. Rồi qua xương xương mấy chị luôn mấy cái áo nữa này mấy chế ơi. Rồi nâu 115 luôn nha chị, kim đến. Rồi thiết cho em luôn mấy chị ha cái này. Rồi lên áo cho em luôn mấy chị. Rồi áo đen này cho em luôn 35 ngàn mấy chị, 40 đến 55 cân ha. Ví dụ như hàng mà chị nhận mà không vừa á là chị phải báo bên em, rồi có gì mua hàng mình đổi cho chị. Chứ còn lớn rồi lên đây mà đéo má làm gì chị. Cái vấn đề mà mua hàng mà trên trên mạng hay là trên live đó chị nó bình thường rồi. Chị mà lâu lâu mà xương xương mà lỗi hay gì đó là cũng là cái chuyện bình thường thôi mấy chị. Rồi với lại những cái vấn đề mà ví dụ như em đâu phải thằng thánh đó mấy chị, đôi khi đúng là chị 50 mấy ký mà mông chị bự, bụng chị bự, chị lùn thì chắc chắn một điều đôi khi nó đâu có tương tác được với nhau đâu mấy chị. Còn mua đồ mà không mang vừa thì mình đổi không có vấn đề mà to tháp hết đó chị. Cái đồ mấy chục ngàn không phải là đồ hàng hiệu mấy triệu, mình lên đây mà đéo má làm gì đúng không. Mình nói vậy đó tự nhiên đâm ra mình lớn nghe nói chuyện nghe mắc lịch sự nghe nó cũng nhột nhột có nách tí. Rồi mã đen cho em luôn 35 ngàn. Bán hàng tới nay là 8 năm đâu có vấn đề gì mà em chưa xảy ra đó mấy chị. Cái gì cũng phải từ từ mình giải quyết. Còn cái này ví dụ như đồ mà chị đâu nói gì với em đâu, không vừa thì em ơi đổi giùm chị, bữa sau cái đồ nào bự bự đổi giùm chị. Cái em chứ có gì đâu chị, quá bình thường. Em có thể chuyện quá bình thường bây giờ luôn á. Chẳng có gì to tát thôi hết. Quan trọng là chị có nói bên em giải quyết đơn không. Hoàng mình không nói mà lên đây thích nói chuyện như vậy. Nói vậy như là mình kiểu như mình gọi là sao ta, y như là mình thiếu hiểu biết hay là ít ăn học hay sao á chị ạ. Chị nói chuyện em nghe sao nó cũng hơi mệt người. Mà bây giờ đã khuya mà gặp bà chị này nữa là nóng máu. Rồi mã đen này cho em luôn 35 ngàn cổ lọ mấy chị. Đen cho em luôn 35 nha, chị nào lấy chút đơn ha. Đó, xuất sắc chưa mấy chị ha, mã đen 35 ngàn nha. Áo này cho em luôn nó co giãn thoải mái mấy chị mang được, cổ lọ. Rồi mã đen áo đen này cho em luôn 35 ngàn nha. Rồi áo đen này cho em luôn 35 ngàn, chị nào lấy chút đơn ha. Rồi cái ra đồ áo kiểu này giùm em luôn mấy chị, xe luôn 35 luôn, có nhúng phía sau. Rồi chế nào lấy caro chút giùm em luôn, caro 35. Caro 35 mấy chị ha, có nhúng phía sau nha. Cái này dưới 50 cân cho em nha, nó co giãn phía sau nhúng. Rồi caro này cho em luôn 35 ngàn này, chị nào lấy chút đơn mấy chị, caro 35. À lấy caro, chốt caro cho em luôn 35 nghìn. 40 cho đến 50 cân thôi nha mấy chị ha.
Rồi đem mấy chị luôn cái cục thun thái nè mọi người ơi, đồng giá 55 ngàn cho em nè. Áo cổ chéo rồi chị, bây giờ mà chị hỏi áo cổ chéo, cổ ơi thì em cũng biết cái đường nào luôn á chị ơi. Giờ nó cũng khuya rồi mà em đâu có lấy hàng được đâu chị. Đâu có biết mẫu chéo là mẫu nào, nó nằm ở đâu đâu, hàng nó tùm lum hết. Rồi bò thái này cho em luôn 55 ngàn mấy chị, 40 đến 55 cân dùm em nha. Chị nào lấy bò chút bò dùm em nha mọi người ha, 40 đến 55 cân mấy chị ơi, bò. Bò thái này cho em luôn 55 ngàn nha. Chị nào lấy bò chút bò 55 dùm em nè. Bò thun thái mấy chị, vải rất là bền luôn, cực kỳ mát, không xù không xệ gì nha mấy chị đẹp. Rồi mã bò cho em luôn 55 đi, chị nào lấy chút đơn nha. Bò 55 nè. Rồi chế nào lấy cam chút dùm em luôn, mã cam 55. Cam 55 mấy chị, 40 đến 55 cân ha. Chị nào lấy cam chút cam. Rồi lấy cam chút cam mấy chị ơi, 40 đến 55 cân. Cái này cam thông thái dùm em nha. Rồi đậu cho em luôn 55 nghìn nè. Chị nào lấy đậu chút đậu cho em luôn 55 mọi người ơi, 40 đến 55 cân nha. Rồi tình yêu nào lấy đậu chút đậu dùm em luôn 55 ngàn. Trời ơi tắt lắm mấy bạn ơi, cự luôn ấy, mau đẹp luôn á. Rồi ai lấy đậu chút đậu, các chị có mua áo không biết chị không biết đường mấy chế ơi. Rồi chế nào lấy xanh dương chút dùm em luôn xanh dương 55 ngàn nè, 40 đến 55 cân. Rồi lấy xanh dương chút dùm em con xanh dương 55. Rồi em nghĩ nha mọi người ha, chị nào có đơn giữ máy ngày mai bên em gọi điện chút đơn nha. Rồi nghĩ nha mấy chị đẹp. Bấm theo dõi trang bay dùm em đi ạ. Khi nào like em sẽ thông báo trước cho mấy chị biết. Chị nào mà khách mà mua bữa giờ á, mà cái vấn đề mà bị nó không thông báo á, mấy chị bấm vô theo dõi lại đi. Lâu lâu nó bị ma nó, mấy chị bấm theo dõi lại đi. Chứ Facebook bữa nay đợt này nó bị mất tương tác nhiều lắm, đôi khi nhiều chị không chia sẻ được luôn. Rồi em nghĩ nha mọi người nha, chị nào có đơn á thì cố gắng ngày mai giữ máy cho bên em gọi điện chốt đơn nha mấy chị đẹp. Bye bye mọi người. Trắng hả? Không có trắng. Cái trắng theo này được không? Chị Thí Lê qua hỏi chị cái trắng theo này được không nè. Đó, trắng theo này chị 55 ngàn ha, dưới 57 cân này. Chị Thí Lê lái thì em chốt nha. Đậu chị An Nguyễn nè. Chị Thí Lê có lái cái trắng này chốt chị ha. Trắng này theo luôn có cái một nè. Thí Lê lấy cái này thì chú giùm em đi chị nha, 55 ngàn. Dạ. Rồi em nghĩ nha mấy chế ơi, giờ ít người của em lai em cũng làm biết. Nay ra đây ra dục vô nó cũng dậy à. Giờ mấy chị cũng muốn ngủ hết rồi. Rồi cái trắng này cho chị Thí Lê nè, em nghĩ nha. Mấy chị có đơn á, mai giữ máy em chốt đơn nha mọi người ơi. Số đuôi chốt đơn bên em là 3394 á, mấy chị nhớ giữ máy nha mấy chị. Lỡ mà có đi đâu á mà không nghe máy hay gì á thì lúc sau có thấy số đu 3394 thì mấy chị cũng gọi là dùng nhá máy giùm em cũng được nhá. Rồi số bên em á, số đu chút đơn là 3394 hết mấy chị, cái đầu của nó là khác nhưng mà số đu là 3394 thôi, bên em xài một số à nha mọi người. Ai mấy chị, chúc mấy chị ngủ ngon nha.